Trời gì đâu mà nóng quá trời nóng luôn à. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa. Trời tôi nhận ca dở dễ sao dở ta. Đi trong mưa tóc em thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Trời ơi mình ca vậy mà chồng mình kêu mình ca hay. Tám ơi có nhà không? Ủa Tám từ mới qua chơi hả? Trời ơi đi ở ngoài là nghe mày hát béo von ở trong đây rồi hà. Trời ơi bữa nay rảnh ở nhà. Ủa sao không đi bán? Nay rằm tư ơi nghỉ một bữa cho nó khỏe. Mày bán gì nghỉ rằm vậy con? Cơm chay. Tới đây mùa rằm á là cái mùa là bán cơm đắt nhất ha. Thì cái đem đi ở nhà bán cơm chay mà đặt nghỉ rằm là sao vậy? Tôi trời không có biết, bình thường cái tiệm của con nó đông dữ lắm, còn bây giờ rằm nữa người ta bu vô nườm nượp mình bán rồi hết cơm rồi biết cho ai nhịn cho ai ăn bây giờ tội lắm. Nghỉ luôn đi cho nó tội. Bán cơm chay mà chảnh ghê chứ. Dạ ơi đất ơi. Ủa rồi nay qua đây chi đây, xin cái gì nữa để con vô con lấy luôn nhá. Xin gì xin. Trời ơi nó có hàng xóm với nhau không à. Thì có xin gì đâu. Thì bữa trước là xin chớ, bữa nọ xin cộng hành, bữa kia xin cộng sản. Ê bữa nay có cái bắp chuối này ngon quá nè. Ê chuối giả đó là cái này trộn gỏi được nè. Ta đặt cọc cái này á. Chuối giả đó. Giả hả? Giả. Ủa sao nhà chơi đồ giả vậy? Phải tại vì trồng cây chuối mà trồng hoài nó không ra buồn, cho nên là gắn vô luôn cho nó đẹp. Lừa người thấy sợ lắm. Con nói cho Tư nghe, Tư ít xin lắm. Một tháng 30 ngày qua đây xin hết 29 ngày của người ta rồi. Thì bởi vậy người ta nói câu là hàng xóm láng giềng không tắt lửa tối đèn có nháo. Thôi ơi xin kiểu đó hoài, muốn không muốn làm hàng xóm với Tư luôn. Đó quá vậy. Nói nghe sao không nấu cơm vậy dạ? Giờ này ngồi đây. Thôi cơm nước gì, nhà ở có hai vợ chồng mà nấu cơm chia cực. Một chút nó không về á, con chạy u ra ngoài hẻm nè, con mua hộp cơm vô cho ông ăn. Trời ơi chồng con dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được á đó, ăn như heo vậy đó, chỉ có cám không chưa ăn thôi. Bậy bạ hết sức, nói như vậy là không có được. Trời đất ơi con ơi, nói như vậy là chồng nghe được nó buồn chết luôn á. Sao vậy? Trời ơi phải biết đàn ông yêu từ đâu. Từ đâu? Đàn ông yêu từ cái bao tử đó. Con không có chăm sóc đàn ông đi nghe, không chăm sóc chồng của mình mai mốt quá có đứa khác nó chăm sóc giùm, trời ơi mất nha con. Ây chà, đàn ông yêu từ bao tử hả? Đúng vậy, thấy không, mấy bữa nay bao tử con đau quá đau. Thấy chưa, coi chừng có vấn đề, gia càng có vấn đề nè. Đừng có để như gia đình con tám tàn nha. Có Tư ơi, Tư nói bậy quá. Đàn ông yêu bằng mắt, con nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt nè, còn nói về mắt nè, thấy không. Con mơn mởn như vậy chồng con dễ gì bỏ con được. Yêu bằng mắt thôi hả? Dạ. Rồi nó bằng mắt vậy nó sống được hả? Thì nhìn đẹp là cảm thấy no. Về hỏi con lại chồng mà. Có phải vậy không? Sao? Trời dễ gì nhìn đẹp thấy no, nhìn đẹp là cái thích thôi. Đàn ông người ta thích bằng mắt, người ta yêu bằng bao tử, hiểu chưa? Trời ơi, người ta ai cũng thích về nhà có một mâm cơm ấm cúng bên gia đình. Về nhà là ngắt phát cho hộp cơm hộp, buồn bỏ nhà đi thấy mồ. Thôi Tư ơi, mới sáng sớm qua nói chuyện cũng vui rồi. Trời ơi, không vui nói nghe. Coi chừng á. Chừng gì? Giống à. Giống ai? Bên kia kìa. Bên nào? Bên đó dạy nhà kìa. Ai? Còn không biết ai nữa. Bà Tám hả? Ờ. Chứ cha bà Tám nó bị gì vậy? Bà Tám nó bị gì vậy? Nó không bị gì hết á. Ừ vậy mà nói. Chồng nó bị. Chồng nó bị gì? Cũng bị gì hết á. Mất việc hả? Không không. Bệnh hả? Không không có. Vậy chứ sao? Bỏ nhà đi rồi. Nói tóm lại là bà Tám tàn, bà bị chồng bỏ. Vậy mà không có gì. Thì có gì đâu. Tôi hỏi bệnh người ta nó không có bệnh. Trời ơi cái chuyện lớn rồi. Sao lớn có gì đâu, bỏ đi lấy chồng khác thôi. Trời ơi Tư nói chuyện ghê vậy Tư. Thì có gì đâu, nói vậy đang ăn ủi nó. Ăn ủi gì sao đây nè vậy? Nó để bên ngoài đó, trời ơi lù xù rồi nó hả không có lo ăn uống cho chồng nó. Trời con khác nó lo rồi đi mất tiêu rồi thấy chưa. Chết cha vậy hả? Ê đừng nói là noi gương nó nha, tối ngày ở nhà ngắm mình trong gương nha.
thì phụ nữ mà ai mà không muốn làm đẹp tư. Trời ơi, đẹp là từ trong ra ngoài mới đẹp. Đó là kêu ai vậy? Đó nè. Ủa, bác qua đây, bác kiếm ai vậy? Trời ơi, đau lòng đứt từng đoạn ruột à. Tôi như vậy mà nỡ kêu bằng bạc à. Bác chứ không phải bạc. Bác đâu có vô tông. Bạc nó mới vô, phải xè xuống vậy nó mới vô. Vậy hả? Ủa mà bác, à, gì? Cái gì vậy? Hương hả? Chị Tám. Hả? Ông Tám hả? Trời ơi, chị Tư nhận ra không? Hả? Không. Trời ơi. Dạ. Ủa bà Tám, sao giờ bà tàn vậy bà Tám? Ờ, sao tàn dữ vậy con? Tàn lắm hả? Ừ. Tàn quá. Ủa, bộ nãy giờ là chị Tư với lại Hương, hai người không có nhận ra con. Không nữa, nhận ra luôn á con ơi. Nhìn con mà trời ơi sao giống như bạch công tinh vậy đó. À, giống già hơn Tám luôn á con. Ừ, tâm sầu bạch sát quá vậy con. Sao sơ sát quá con. Hả? Nãy giờ con lu bu con à. Cái con không có thời gian, con không có nhìn con ở trong cái gương, con chạy chạy qua đây luôn vậy đó. Vậy hả? Trời ơi thấy tội quá. À, bà bận cái gì vậy bà Tám? Bà bận cái gì vậy? Thì cái quần mua hồi trước mua chừng 10 năm trước á. Trời đất ơi, bà bận đồ không đâu ra đâu hết trơn hết trọi, hèn gì. Trời ơi ghê quá. Thế ghê quá vậy, qua đây có chuyện gì? Trời ơi, con có chuyện quan trọng lắm. Con nói thiệt á, bây giờ con đi ra đường á, ai cũng nói con sao thấy ghê quá. Ừ. Ai cũng nói con á, sao mà nhìn vô học với cái tên con quá. Ừ. Nó tàn quá phải không? Đúng rồi. Con không có muốn vớt lại luôn á. Sao vậy? Tại vì bây giờ là đằng nào á, ổng cũng bỏ con mất tiêu rồi. Bây giờ vớt lại cũng không có được cái gì. Mà giờ cũng không có dư giả mà vớt nữa. Có bao nhiêu tiền là lo cho con gái hết rồi. Lo riết nó mới tàn vậy nè. Bởi vậy á, chị đi qua đây gặp em. Chị muốn nói với em một cái chuyện rất là quan trọng. Em nhìn chị nè. Em thấy chị có đẹp không? Em thấy chị có tàn không? Đó. Bởi vì không quan trọng chuyện đẹp mới để cho mình tàn vậy. Bởi vậy chồng mới bỏ. Em là không có được như vậy. Đúng không? Em phải lo em giữ gìn cái nhan sắc của em. Chứ đợi tới hồi mà em tàn giống như chị là vớt lại không có được. Đúng rồi, em thấy đúng rồi, em thấy đúng rồi. Chính xác. Nhan sắc quan trọng lắm chị Tư. Nhưng quan mà... trọng hơn tất cả những thứ khác. Nhưng mà công dung ngôn hạnh nó cũng quan trọng lắm con. Cũng quan trọng nhưng mà nếu như mà không đẹp là chồng chán là chồng bỏ đi hả? Đúng rồi. Đối với người đúng rồi. Ông là yêu bằng mắt. Đúng rồi, thấy chưa? Con nói con nghe câu nào ở đâu thì ra là không nói nhưng mà hạnh phúc gia đình phải giữ từ cái bao tử. Ủa là cuối cùng là bằng mắt hay bằng bao tử? Bằng con mắt trước, bao tử tính sau. Mắt nhìn không có ưa là nuốt không có nổi. Đúng rồi, chính xác luôn nè. Nhưng mà con mắt cứ là một thoáng qua thôi, bao tử mới ở lại dài lâu con. Dì Tư ơi, con nói dì Tư nghe nè, dì Tư đừng có lý thuyết nữa. Bởi vì dì Tư đâu có ở trong cái cảnh giống như con. Không, dì Tư đâu có bị chồng bỏ. Chừng nào dì Tư bị chồng bỏ, dì Tư mới hiểu là cái nhan sắc nó quan trọng như thế nào. Tự nhiên gia đình ta hạnh phúc nó su. Con nói thiệt. Nhưng mà bây giờ tóm lại là không quan trọng chuyện đó, là có ngày chồng cũng bỏ dì Tư hà. Tóm lại là giờ chị qua đây làm cái gì? Chị qua đây là chị có chuyện quan trọng nói với em. Thì nói đi, nãy giờ nói đi nghe luôn nè. Rồi nói đi có gì tư góp ý chứ. Chị quên. Sao? Trời đất. Thấy con nào có duyên như con này không? Trời nó qua nó nhiều chuyện mà nó quên cái chuyện để nhiều rồi. Trời đất ơi. Có nhiều chuyện con thương Hường qua đây con kiếm nó chứ. Không thôi bây giờ bà không nhớ đúng không? Bà ngồi bà uống nước bà chơi đi. Đợi chừng nào gì Tư về rồi lúc đó bà nhớ ra bà nói tôi nói chuyện với bà. Được. Vậy cũng được. Ủa vậy sao Tư nghe được? Tư khỏi nghe, Tư về đi. Tư hiểu rồi. Muốn đuổi Tư phải không? Thôi được rồi, đuổi khéo thì Tư về. Không, Tư bậy. Tư đừng nói vậy con buồn. Con có đuổi khéo Tư, đuổi thẳng mặt. Vậy gì vậy? Không nói thẳng mặt mà, chứ đâu có khéo gì đâu. Con thích thẳng thắn lắm hả con? Dạ. Thích thẳng thắn ha? Dạ. Tư cũng thẳng thắn lại luôn nha. Dạ sao Tư? Bụi xả sau nhà con. Chi vậy? Xin cây về làm thịt bò cho anh ăn. Thấy chưa, tôi biết rồi, từ ban đầu qua là tôi nghi có vấn đề rồi à. Cũng phải xin cái này xin kia. Vậy he. Rồi đợi đi, tôi vô tôi lấy cho. Trời ơi. Thôi vậy đi nha. Khi nào nhớ ra chuyện thì chị qua nha. Vậy hả? Vậy thôi đi đi. Tư ra. Gì vậy? Nhớ rồi hả? Nhớ rồi. Nói đi từng ngày cho. Có gì tôi giải quyết cho. Sao? Chuyện quan trọng lắm. Ừ. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh là đâu vậy? Bình tĩnh, con nói đi. Nhưng tôi không bình tĩnh được bởi vì chuyện quan trọng lắm. Biết trời rồi, cái gì? Bình tĩnh đi rồi, từ rồi, tôi quạt ra. Nói đi con. Bây giờ, Ừ. Em phải Ừ. đi bắt ghê. Hả? À.
Khi nào em mới được khám vậy? Chờ đi. Ủa chờ đến khi nào? Thì tôi kêu ngồi chờ thì ngồi chờ đi. Chừng nào bác sĩ tới á thì được khám thôi. Về đó ngồi đi. Trời ơi. Y tá mà nói chuyện như má người ta vậy? Đi khám có một mình hả cưng? Trời, có bầu sao mang giày cao gót vậy? Nguy hiểm à. Té ăn cái coi chừng ảnh hưởng em bé đó. Sổ sao em không ăn uống gì hết trơn? Để ông nhom nhắc vậy. Ăn nhiều vô cho con nó có chất đúng không? Không biết là bác sĩ ở đây tốt không ha? Không biết là phòng khám này khám chính xác không ha? Chưa có khám lần nào hết trơn á, không có biết. Lần đầu mang thai hả? Trời ơi, lần đầu mang thai á là em phải đọc nhiều sách đó để có thêm kinh nghiệm đó, đúng không? Anh nói nghe nè, bây giờ em rảnh không? Em giữ giùm chị cái giỏ nha. Không có giữ được, chị vô trỏng chút xíu, lát chị ra chị lấy nha. Trời ơi, ở trong phòng khám á người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, người nhà không có được vô, tự giữ đi. Thì chính vì người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, đâu có ai giữ giỏ giùm, mới nhờ em giữ cái giỏ nè. Sao không, trong đây toàn là mắm không ạ? Thôi thiệt, thôi gìn nè, nó thèm em biết không, thành ra chị ghé chợ chị mua mắm, mà sợ mang cái này vô trong phòng khám á là bác sĩ rầy, không dám ăn vô. Thôi. Ủa giùm... thôi không có giữ đâu, thôi rình nè. Ủa mà nói vậy là mà dì bị bệnh gì mà vô khám? Bộ có bầu là bệnh hả? Cái gì? Có bầu hả? Gì vậy? Ôi trời, nhìn cái mặt kìa. Cái gì vậy? Ôi trời ơi, cái mặt già chát như vậy mà có bầu hả? Không vui nghe. Ủa, bên ngoài người ta già nhưng mà bên trong người ta hoạt động bình thường chứ bộ. Mắt gì không được có bầu. Trời đất ơi, già mà có ham vui vậy trời. Thì ham vui bởi vậy mới giờ mới tới đây đây nè. Tự nhiên cái tự nhiên chửi người ta à? Chửi mình có bầu rồi người ta không có bầu được hả? Tôi con gái, tôi còn trẻ đẹp. Thôi mệt quá, khinh thường người già quá. Trời ơi. Ủa, tới rồi hả? Em tại sao là hết chỗ hẹn sao hẹn chỗ này? Tại vì á, em muốn tạo cho anh một cái surprise. Gì? Surprise. Là cái gì? Là bất ngờ đó ông nội, không có học Anh ngữ hả? Ai biết bất ngờ gì. Anh, vậy anh nhìn đi, ở đây là đâu? Phòng khám. Phòng khám gì? Phụ sản. Đó, anh tự suy luận đi. Một người con gái xinh đẹp, trẻ trung như em mà bước vào một phòng khám phụ sản thì để làm gì? Phá thai. À, cái gì vậy? Anh thấy trên báo hay đăng là mấy người phụ nữ đẹp đó, rồi nóng nổi rồi vô đây phá thai. Phá thai cái gì mà phá thai? Không có, không có. Chị em vô đây làm cái gì? Khám thai. Bất ngờ chưa? Khám thai. Vậy đó, em có... Anh nhớ không, hôm bữa đó anh nói với em á là khi mà em có thai á, em sanh cho anh một đứa con thì anh sẽ cho em cái gì nè? À, cái gì nè? Anh sẽ cho em một cái hộp. Hộp gì nè? Hộp xoài. À, cái không gì? Hộp xoàn. Anh mừng quá, anh liệu hộp xoàn. Rồi cái gì nữa nè? Cho em một cái chiếc gì nè? Một chiếc xe đạp điện. Cái gì? Xe ít hát. Trời ơi. Rồi cho cái gì nữa nè? À, một cái gì bự bự mà để chưa ra chưa vô nè. Nghĩa địa. À không, biệt thự. Biệt thự, biệt thự bự. Nhớ đó nha, biệt thự nè, ít hát nè, hộp xoàn nè. Nhớ đó nhờ. Nhớ. Em ơi,
Cái phòng khám này sao có gì cái ghê vậy? Cái gì mà ghê? Tiếng cười của ai không? Bà điên phía sau kìa. Cái gì? Ai vậy? Ê, ê, đâu vậy? Đi đâu vậy? Ủa, sao rảnh nó vậy? Đi vòng vòng cũng thấy sao cũ. Hai người mới rảnh á, dở cái tay ra, nhìn nhau. Bà Tam. Tam Tàng. Ủa, nói ra là quen hả? Quen, hàng xóm của anh mà. Đi đâu? Bữa nay lôi mắt chuột nha. Sao sao? Làm chuyện quá là nhục nhã. Chuyện gì? Chuyện gì mà nhục nhã? Con làm mô đó hả? Chồng bỏ lâu ngày, nổi trứng lên, mèo mã ra đồng. Có thai bây giờ mới gia đình khám thai đúng không? Trời ơi, bộ cái mặt tôi già là tôi có tội lỗi hay sao mà ai cũng gặp tôi ở trong đây cũng chửi rồi, cũng xối xả lên đầu tôi hết vậy? Trời ơi chị, chứ ông đi đâu đây? Tôi đi thăm bạn tôi. Bạn bị gì mà thăm? Bệnh ung thư. Bệnh ung thư vô bệnh viện phụ sản. Vui. Em. Không. Nói tóm lại, bà đừng có hòng giấu cái chuyện này. Tôi về tôi nói cho mọi người biết hết. Tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết hết luôn. Nói gì? Tôi có gì mà nói? Tôi sẽ nói là ông đi vô đây làm cái gì? Tôi làm cái gì? Bây giờ ông lên giọng với tôi phải không? Bây giờ tôi nói nghe nè. Tôi thì không sao, tôi vì người tôi thương tôi sẵn sàng để mình cho chửi rủa tôi, xối xả lên đầu tôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi kêu cái người đó ra đây, bảo đảm không thể nào mà dám lên giọng nữa đâu ha. Ai? Chờ ai, đó đi. Ai mà quyền lực cái gì? Hương ơi. Vô cân. Gì vậy? Gì vậy? Em đừng có lo. Gì vậy? Gì vậy? Gì mà làm anh sợ hết trơn? Không dưỡng vậy? Hả? Không có ai mà làm anh sợ hết trơn trời. Tám ơi, Tám ơi, Tám ơi. Chị nè. Chết, Tám ơi. Sao? Cái gì vậy? Mắc rồi. Mắc gì? Giờ này mắc đi toilet. Không, mắc xỉu. Mắc xỉu sao? Đến xỉu, khổ xỉu giờ này được. Giờ này em phải cứng rắn, em phải giải quyết mọi chuyện, em không có được xỉu ở đây nữa. Tám ơi, chồng em ơi, ông đi đâu đây? Đi đâu rồi, trả lời cho ta biết đi. Anh đi. Đi đâu mà vô trong khoa sản này hả? Anh không. Anh. Ai vậy? Ai vậy? Tôi là ai? Ai đây? Ai? Vợ bạn anh. Trời ơi, gan quá. Tám ơi, mắc xỉu. Có xỉu rồi, có xỉu lại. Nói nghe nè, thấy không? Thấy nó nói không? Vợ của bạn anh. Tôi là ai, còn tôi là ai nói luôn đi. Tôi là vợ của bạn ông luôn phải không? Dẹp đi bà. Không dám nói, đâu có dám nói sự thật. Tôi là ai? Tôi cho ông nói lại, tôi là ai? Em là vợ của anh. Cái gì? Thấy chưa? Đây là chồng của tôi. Cái gì? Tại sao cô lỡ lòng nào cô vô cô cướp chồng tôi? Cô Cô đâu có đâu mà nói nào. Ông là người độc thân. Trời ơi, anh dù tôi chết, sao biết tôi bao lâu nay anh có tặng tôi cái hộp gì chưa? Nhưng bây giờ anh đòi tặng người ta hộp này hộp nọ. Trời ơi, con nhỏ này nó có gì hơn? Bây giờ chị nói em đến đây để làm gì? Để làm ăn ghen phải không? Ăn ghen. Đúng rồi, quýnh ghen thì mình phải làm sao cho nó xỉu hoài. Đúng rồi, mình không được xỉu. Cái gì? Quýnh ghen. Ê, 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 ê,
ơi, sao giờ này còn chưa chịu về nữa, không biết đi đâu. Hương ơi, Hương, Hương ơi, có nhà không? Ủa, Hương đâu rồi? Dạ, con cũng không biết nữa. Trời giờ ơi, giờ này cũng chưa thấy về, mấy bữa nay rồi đó dì Tư. Vậy hả? Ai cha. Ủa dì Tư tới có chuyện gì không? À, không, không, không. À, sao? À, chuyện hai vợ chồng bây sao? Về chưa? Trời ơi, về rồi. Về rồi hả? Nói chuyện xong xuôi hết trơn rồi, hết giận rồi mà không biết tại sao mấy hôm nay không thấy mặt vợ con ở đâu hết trơn. Bởi vậy bay bẫy hết sức à. Lần sau đừng có để cái chuyện đó xảy ra nữa nghe chưa? Dạ trời ơi, cũng bị một lần là sợ gần chết rồi. Rồi nhỏ đó giờ sao rồi? Bỏ chưa? Nhỏ nào? Nhỏ bộ con đó. Bỏ rồi. Bỏ rồi ha. Giờ này mà sao mà còn dám quen nữa. Ừ, còn đứa con sao, tính sao? Làm gì có chuyện con cái ở đây gì Tư? Không có hả? Cái cô đâu có, giả bộ cô nói vậy để cho con có trách nhiệm, thấy mà bao chứ bọc cho khổ. Trời ơi, thấy chưa? Con thấy nguy hiểm chưa? Trời ơi, đi mà tin một cái người mà nói dối mình, trong khi bỏ một người vợ mà yêu thương mình hết mực, như vậy là bậy hết sức à. Không biết lỗi rồi gì Tư. Ừ, đừng có lặp lại nữa nghe không? Dạ. Ừ, nhà còn ớt không? Cho xin trái ớt. Dì Tư tới đây là không phải ăn ủi vợ chồng con mà xin đồ hả? Không, cái mục đích chính là qua xin ớt, thấy con buồn sẵn ăn ủi luôn thôi. Thôi được rồi, chào con chút. Ờ. Nói thiệt nha, ngày nào cũng qua xin đồ vợ chồng nó mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà thích, tự nhiên cảm thấy về nó ăn ngon hơn hay sao á. Trời ơi. Sao con, ớt đâu, ớt đâu? May quá, à? Nhà con hết ớt rồi. Nguyên cây mà sao mà? Con gà con hôm qua nó mổ hết, ăn sạch không còn cái nào hết trơn. Trời ơi, con gà này thiệt tình hư hỏng ghê không? Thôi được rồi, không sao, con đừng buồn. Con đừng có buồn, con đừng có ái nái nha. Dạ. Con đừng có ái nái, lương tâm cắn rứt vậy nó cũng không có tốt nha. Dạ. Không sao, không có ớt, không sao hết trơn, để dì Tư qua dì Hai xin nha. Ờ, đừng có buồn nha con nha. Ờ, đừng xin không hả dì Tư? Ờ, xin thôi. Ra chợ mua hả? Thôi, ở chợ người ta bón phân đồ gì mình đâu có ấy biết được. Ở hàng xóm mình trồng là tự nhiên, phải không? Mình ăn cho nó bảo đảm nha con. Nha, chị Tư về nha, con đừng đừng ấy nấy lương tâm gì một trái ớt nha. Dạ. Cảm ơn chị Tư. Chị Tư về nha con. Cảm ơn chị Tư nha. Không có gì. Hương gì qua sinh đồ. Đồ hả? Đây đây, cô lại mà vô nhà tôi ha. Tại sao vô nhà mà không chào chủ nhà đi ra đây? Sao nhà muốn tính làm gì ăn cắp đồ phải không? Em nào? Em nè. Ủa? Sao nghe giọng quen quen ta? Em nè mình ơi. Cái gì? Em là Cẩm Hương nè mình ơi. Em là bà xã anh đó phải không? Dạ. Trời ơi, sao em tự nhiên trùm mặt kính mít vậy? Hả? Cái gì ghê vậy em? Sao mà em? Người xưa kia gặp không ai, đau lòng chỉ hai, trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Ồ, vậy là sao? Anh chưa hiểu hả? Không. Biết người xưa kia. Nói được rồi, đừng có hát. Ý em muốn nói cái gì? Anh ơi, em xin lỗi anh. Ngồi xuống đây. Em nên không nói nữa rồi anh ơi. Tại sao? Tại sao? Tại anh anh rồi đó. Cái gì tại sao là tại anh? Cái gì nữa? Tự nhiên đi gặp mấy đứa con gái trẻ trẻ anh gì? Em phải làm cho trẻ hơn tụi nó. Em đi sức tùm lum tùm la anh mặc em. Giờ nó mấy ngày rồi nè. Được rồi, anh nói rồi. Cái chuyện cũ bỏ qua đi. Anh biết lỗi rồi. Em sức em trộm. Hả? Cái gì? Trộm. Em mua kem gì em trộn em ăn hả? Ăn kem trộn gì? Sức, em sức lên trên mặt cái ăn hồi nào. Trời đất ơi. Mình tùm lum á, nó hằng gì hầm mà lằn sáng câu kem trộn vô. Cái em sức lên bây giờ nó tùm lum anh ơi, bây giờ sao giờ anh ơi? Nát cái mặt em là chết em luôn á, rồi anh bỏ em rồi sao chồng? Không ơi có chồng đâu. Biết người xưa. Thôi dẹp đi, trời ơi hát hoài. Để tìm cách tập là chửi cái mặt anh đi nè. Giờ sao? Nghe thổi. Dạ. Mà em mua ba kem bậy bạ đó đâu vậy? Mua ngoài chợ
ngủ mất lắm anh ơi. Ai bán cho em? Ai giới thiệu? Bà Tám. Cái gì? Bà Tám Tàng mới nói ở chỗ này bán uy tín lắm, nó có bảo hành cho mình luôn một hũ 7.000 chứ ít gì. Tám Tàng bà đúng là ác thiệt. Hũ 7.000 hết đường chỉ bay tầm bạ không. Bây giờ sao đây? Em hối hận quá, bây giờ sao đây mình ơi? Trời ơi khổ ghê. Mà tại sao phải làm như vậy chứ? Đó con ơi, chị Tư đừng nhìn con, đừng nhìn con. Khỏi mở mặt ra đi. Chị Tư biết con rồi, đứng ngoài kia là thấy là hiểu hết chuyện rồi. Chị Tư ghê lắm sao? Ôi trời ơi, lộn cái gì à? Trời ơi, con ơi, chị Tư xin lỗi. Chị Tư không có, xin lỗi. Nó không sao mà gì làm gì thấy mặt vợ con gì làm dữ vậy? Hết hồn, tại đứng xa xa nhìn nó không có ghê, lại gần nhìn hết hồn cái gì. Con ơi, chị Tư là một phận hết luôn á. Không, xin lỗi con, làm tổn thương con. Nhưng mà vậy nè, Tư là Tư giận con đó. Sao vậy Tư? Đã dạy con rồi đúng không? Là đừng bao giờ làm cái chuyện mà tối ngày mà cứ lo cho nhan sắc của mình mà không có chú ý gì đến chồng con ha. Rồi cái đó nghe lời Tám Tàng làm tùm lum tiền mất tật mang, mà có đẹp hơn được gì đâu mà cũng không giữ được chồng luôn. Con gắn cái bông mà cũng không được nữa Tư. Trời ơi, trời. Mày gắn nguyên cái bụi bông lên đó con còn không được nữa, chỉ đừng nói một cái bông. Nè, dì Tư đã dạy con rồi, nó là một người phụ nữ muốn giữ người đàn ông cho mình á, là mình phải lo từ cái bao tử con à, lo bữa cơm gia đình nè, chăm sóc sức khỏe cho chồng cho con, nó gia đình mới là hạnh phúc chứ, ba tối ngày ngồi soi gương rồi vẽ mặt rồi đi làm trắng đâu con. Con biết rồi. Ủa vậy Tư có bí quyết gì không Tư? Sao không có bí quyết gì, Tư là ở đây nè. Trong này là bí quyết hả? Đúng vậy. Trời ơi, trong này là bí quyết. Thôi mở ra, mở coi. Ủa đồ ăn mà. Đúng rồi. Ủa đồ ăn mà. Đó. Ủa nhờ bí quyết này mà dì Tư giữ được chồng tới giờ đó con. Cà ri gà. Ông Tư thấy hai đứa tụi bay giận hờn nhau chắc cũng đói bụng không có gì ăn, kêu đem qua đó xin đồ hoài nó cũng mắc cỡ chứ. Nghe không con, tập tành đi ở nhà chăm sóc chồng con nè, đúng không? Nấu cơm cho chồng con ăn ha, chồng con đi về làm mệt rồi thấy bữa cơm gia đình vậy nó cũng vui không con? Dạ đúng rồi. Vậy ấm cúng đúng không? Thì Tư nói gì đúng á. Thôi mốt em biết lỗi rồi, mốt em sẽ ở nhà em nấu cơm, nấu nước cho anh ăn, em chờ anh về anh ăn. Chứ em không có mua cơm hộp về cho anh ăn như heo nữa. Trời ơi, còn nói cái chữ thêm cái chữ heo vô làm gì chữ đúng chữ heo hoài. Đó, bây giờ nói cho chồng con nghe nè, đàn ông yêu bắt đầu từ đâu? Con mắt. Kết thúc ở đâu? Bao tử. Vậy thì bây giờ con phải giải quyết vấn đề là con mắt hay bao tử? Bao tử. Giỏi. Xin được cảm ơn những tràng cười rất thú vị của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Và bây giờ thưa quý vị, một nhạc phẩm rất vui nhộn, dạt dào tình cảm sẽ tiếp tục chương trình chúng ta ngày hôm nay. Anh về tình đẹp quê hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương, với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, Anh Vũ, Hồng Trang và vũ đoàn Phương Việt. Chủ quán ơi, tính tiền đi. Tớ ơi, tính tiền con. Tớ ơi, tính tiền. Tính tiền. Tính luôn. Dạ, Tư. À dạ. Lãnh lương hả Tư? Tới tháng rồi chưa? Kêu tính tiền nó không nghe mà kêu tính lương cái nó ra liền ha. Khách kêu tính tiền nãy giờ thì cút ra tính cho người ta đi. Ủa tính tiền hả gì Tư? Thiệt tình đi. Dạ. Dạ. Dạ anh chị hai tô 4 triệu. Trời đất ơi, trời ơi, cái gì vậy mày? Mày khùng vừa phải. Dạ, xin lỗi anh chị, hai tô 100 ngàn thôi. Dạ. Tại thằng mày nó khùng nó tính vậy, nó khùng đừng chắc. Dạ. Dạ em có khùng mà em lùng. Lâu cái tạnh nhòe, tạnh nhòe. Ở đó mà trả eo nghe chưa? Dạ, dạ cảm ơn. Dẹp đây. Dạ. Thiệt tình luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mày hại chết tao rồi. Trời ơi, có gì đâu mà chết. Trời ơi, lúc nào dì Tư đụng ra rồi chết, còn chết hoài à. Chết đâu phải là dễ đâu, muốn chết là khó lắm, nó phải là dễ đâu nha. Biết rồi, ý mày là có nhiều dạng chết lắm đúng không? Dạ. Tao cũng biết mà, nè, cha chết là phụ tử, mẹ chết là mẫu tử, chồng chết là phu tử, mà vợ chết là thê tử, mà đánh bầm dập chết là nhừ tử, đúng chưa? Chết trong chùa gọi là tự tử, chứ cách lãng xẹt gọi là lãng tử.
bị điện giật chết gọi là điện tử, bị chí rận cắn chết gọi là chí tử, đi ngênh ngang chết bị phan chết gọi là phan nghinh tử, đi ăn yến tiệc về đứng tè chết là tiểu yến tử. Mày nói một hồi là tao tự tử nha. Dạ. Dạ. Ok thôi luôn đó. Dạ dạ tính tiền dạ từ dạ nè nè mày đừng có đứng đó mà chạy mày trả treo với tao nha, ráng làm hết ngày hôm nay đi con rồi ngày mai dọn đồ đi về quê. Dạ 150. Dạ dạ cho em xin đi chưa. Dạ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đi về quê. Về quê hả? Cảm ơn. Ủa, Tư ơi, dì Tư cho con về quê hả? À. Con vui lắm, dì Tư ơi. Trời đất ơi, thấy chưa bà con thấy không? Tôi nói nó khùng mà không tin, tại sao tao đuổi mày về quê mà mày cười? Dạ, dì Tư biết không? Thấy vậy chứ mà không phải vậy. Tao nói là cười nhiều chứ hẳn đã vui. Chẳng qua là để chôn vùi nỗi đau. Nụ cười không giống như nhau, có khi lệ chảy mà lòng đau vẫn cười đó. Rồi con cứ đứng đây cưng đau đi ha. Ha, rồi ngày mai về quê lại đau tiếp nha con, dạ 50.000. Trời ơi, tao nói thiệt nha, tao không nể tình con Sáu á, là tao không có nhận mày đâu nha. Dạ cảm ơn. Tao nói thiệt á, khùng khỉa như mày á mà mày đặt á đi phụ bán quán, đi gom tiền về đi cưới vợ. Trời ơi, tao nói hả, đứa nào mà ưng mày á chắc nó cũng khùng ba trợn té giếng rồi đó. Dọn đồ ngày mai đi về quê. Có nhiêu đây tiền à, sao về quê cứ út làm vợ được? Ủa, mà mình có bao giờ tỏ tình với út đâu. Ở trên Sài Gòn này á, rộn ràng, nhộn nhịp thiệt á, nhưng mà thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Phải chi giờ này nè, tôi ở dưới quê, tôi dẫn út đi xem lễ hội Kỳ Yên nè, đi xem hát bội nhà thì vui biết mấy. Mà nghĩ lại á, Út đâu phải là cái người tham tiền mà phụ nghĩa đâu. Tại mình không nói ra thôi chứ bộ. Bây giờ á, nhất định lần ngày về quê phải nói ra thôi. Mình yêu Út á. Mình sẽ về quê mình làm ruộng. Mình làm ruộng rồi mình gặp Út một lần, mình nói lên tất cả những cái gì mà dồn nén trong lòng mình bấy lâu nay. Út ơi, tôi sẽ về quê với Út và gặp Út một lần. Út ơi, hãy chờ tư với Út. Út chờ tư nha, tư về với Út đây, tôi không làm ở quán này nữa. Tư về với Út đây. Út ơi, Út ơi, Út ơi, Út ơi, Út ơi. Ê, ai hình như là của Út có phải không? Dạ phải. Ủa, anh Tư, anh ở Sài Gòn mới về hả? Ừ, tôi mới về, lâu lâu về thăm quê vậy đó mà. Thiệt không đó? Ừ, và thăm người ở quê nữa. Người nào vậy cả? Người đó, tôi mắc cỡ quá. Ai, anh nói đi. Tôi mắc cỡ nữa. Anh Tư nè, anh có nghe gì không? Dẻo dồn đôi chim chích chòe, là đà cành tre vang tiếng cú kêu. Bướm ong sải sưa nắng về, đậm đà đường quê tôi đi trên đê. Ngó qua cây đa mái đình, cười đùa vài cô thôn nữ xinh xinh. Chiếc mắt xanh son môi hữu tình, thẹn thùng nhìn tôi bỗng thấy thương tình. Quê mình xinh. Mái tranh quả leo dễ dàng, người tình tôi ơi bỗng gian đây rồi. Sánh đuôi đi thăm xóm làng, họ hàng bà con, cô bác anh em. Thấy em bên tôi rỡ ràng, thiệt thà hỏi thăm, bao lâu tin vui vậy em hả? Má em hay hay ửng hồng, một ngày hợp hôn tôi sẽ đưa tin. Gắn công sang năm trúng mùa, họ hàng mừng vui đám cưới đôi mình. Quê mình xinh xinh, quê mình xinh xinh, ấm em sinh ra
mái trắng êm êm gió lòng vợ hiền tôi ơi tiếng hát vui đời. Lâu quá mới gặp lại cô Út. Út đã đẹp nay càng đẹp hơn. Cái anh này lên Sài Gòn có một thời gian á mà em thấy anh ngày càng dẻo miệng đó. Tôi nói thiệt á, tôi không có nói láo Út đâu. Tôi thề á, tôi mà nói láo ha cho ăn cháo bị gãy răng luôn á. Trời ơi, anh đã mớm rồi mà còn gãy răng hết, nhìn chắc là vui dữ ha. Tôi nói đã mớm nói càng mớm hơn. Ánh trăng đêm soi sáng làng, đình chùa hồi chuông vang tiếng ngân nga. Gái trai đêm vui tiếng đàn, học đoàn hòa ca bên cây guitar. Mấy cô trung niên lão bà ngồi nhìn dần trăng thương nhớ xa xưa. Chỉ mấy ông trung niên lão già khề khà bên nhau cốc đê say mềm. Quê mình xinh xinh, quê mình xinh xinh. Xóm vui âm gian tiếng cười mặn nồng từng đêm mãi sáng chung lo. Bắp khoai đua hương rẫy cà vàng đời thôn trang lúa chín trên đồng. Quê mình xinh xinh, quê mình xinh xinh. Bây giờ anh Toàn có việc cần nhờ em nè, lát xong chương trình đi với anh không? Đi đâu vậy anh? Anh muốn đi thăm một người bạn. Sao phải thăm vậy anh? Hôm rồi anh đi tới thăm một người bạn thì thấy gia cảnh của anh rất là tội nghiệp. Trời ơi, nhà cửa ngập lụt hết trơn luôn à. Mấy đứa nhỏ thấy thương lắm. Anh đến đó làm gì? Anh đến để giúp đỡ họ. Đây nè, anh chuẩn bị sẵn tiền rồi nè. Ồ vậy hả? Nếu như họ thật sự cần giúp đỡ thì mình phải giúp đỡ anh ơi. Tội nghiệp họ quá ha. Nhưng mà anh có tìm hiểu kỹ về thông tin của người bạn này chưa? Ồ sao em lại hỏi vậy? Ôi anh ơi, bây giờ nhiều người lợi dụng lòng tốt của người khác mà lợi dụng lắm anh à. Ồ Khánh à, anh học được một câu này hay lắm nè. Đời là những niềm đau, đau rồi lại hết đau, đâu có việc gì mà mình phải e dè vậy đâu. Thôi em đã nghe câu khác đó, đời là những niềm đau, nếu qua đau quá là qua đời. Dạ, tại vì nhiều người bị lừa lắm rồi, em sợ lắm. Thôi bây giờ để cho anh biết là sự thật như thế nào thì Lê Khánh xin mời anh Đình Toàn cũng như là khán giả của chương trình cùng đến với tiểu phẩm Idol Dởm của tác giả Võ Lê Văn Tùng sẽ rõ thực hư như thế nào. Cái gì ra ngồi tụm năm tụm ba nói xấu người này nói xấu người nọ. Bữa hổm bị họp 4 lần rồi bà chưa sợ à? Nhất là bà đó. Còn bà này nữa nha, làm gì mặt buồn, nói xấu chồng đã rồi buồn hả? Cái gì? Chồng tôi chết lâu rồi ông. Thì đó, cái gì? Chồng bà chết bà không để cho ông yên ổn, ngày nào ông lôi ra nói xấu là sao? Đây này, ông là ông đang nói xấu chồng tôi đó nha. Đúng rồi đó. Giờ cái này sao? Là có chuyện có quan trọng. Thôi đừng có nhắc chuyện là cái khu phố mình bất cứ có một cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đúng không? Mình mới giải quyết được. Làm sao mà gì mình... mà răng mấy ông mấy bà tôi đang dán cái thông báo kia mà làm tôi tưởng nó cháy nhà không à. Trời ơi, làm sao bình tĩnh được? Tin nhắn đi. Đây nè, tin nhắn này tôi đọc cho nghe nè, bình tĩnh. Ông tin nhắn hoài. Bà ngân. Ủa, mấy ông mấy bà cũng nhận được hả? Được. Người nào cũng nhận được hết trơn á. Ngồi đọc cho nghe, ngồi xuống. Để tôi đọc cho nghe nè. Tôi là bà Ngân, bị mất nhà mất cửa hết tất cả rồi, không còn gì nữa cả. Cuộc đời bây giờ không còn gì nữa cả. Quả đau khổ rồi, cộng cặp bà ơi. Ông làm ơn làm phước để ông nói tiếng địa phương mà ông nói nhanh quá, ai mà nghe cho được. Tôi nói thiệt với ông nha, bao nhiêu người dân Huế vô Sài Gòn này, người ta sinh sống, người ta nói rõ ràng, mồn một, từng chữ luôn á. Còn ông á, ông nói mà nhai lưỡi mấy trận luôn mà ông không sợ à. Nói chậm lại. Muộn chậm thì cọ chậm, muộn nhánh thì cọ nhánh. Chậm nha. Chậm đi. Mất nhà mất cửa hết tất cả rồi, cạc ống cạc ba ơi. Thôi. Người
nhà mất cửa ha, mà ông trù cho người ta bị mất á, ông hiểu không? Đúng rồi. Trời ơi, ông nhâm cái tin nhắn mà ông nhâm kiểu đó 3 năm sau chưa hết cái tin nữa, ông hiểu không? Thôi bà làm đi chăm. Đây biết hết đi. Rồi cái hoàn cảnh của bà Ngân á, ngồi đi hoàn cảnh bà Ngân bây giờ rất là tội nghiệp, đúng không? Đúng rồi. Tôi không muốn nhắc lại cái hoàn cảnh đó. Bây giờ là tại vì mình đang y mà thật sự luôn, vì mình đang y mà thật sự bị xiết nhà, đâu có còn nhà gì vậy. Chị này trời ơi tôi nói thiệt với bà nha, bà làm lố lăng lắm. Bà thôi, thiêu mà không đánh. Có chỉ mà bà vẫn thiêu được hay à. Thiệt gấp quá, kim một nơi chỉ một nơi mà vẫn thiêu được. Điềm báo thấy chưa, bà Ngân bây giờ là bà xuống rồi, bây giờ vừa bệnh nan y mà không có nhà để ở. Đúng rồi, đức chị chỉ có nghĩa là hả? Trời ơi, trời ơi, điềm báo, trời ơi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, chết rồi, khổ quá bà, khổ quá. Mấy vụ này dễ đi họp lắm ha, dễ bị kiểm điểm lắm ha. Sao? Người ta sắp bị mất nhà thôi chứ người ta chưa chết mà mấy bà trù ha, mấy bà nói này nói nọ, bây giờ mình phải tỉnh táo ha, không ở xóm mình, ở khu phố mình có cái chuyện gì mấy người tụi mình phải hợp lại để mà giúp đỡ cho bà. Đâu, chứ có rồi. Đâu mà phải rủi cái kim đi, rủi quá rủi. Bây giờ là phải đợi bà Ngân, thật sự bây giờ nhắc tới bà Ngân, xin lỗi mọi người, xúc động quá, cái dạng dễ xúc động quá. Xin lỗi mọi người có nói chuyện với nhau. Không nhận nha, bà này bà ngộ ha. Bà mỗi lần bà xúc động không có miếng nước mắt nào hết trơn. Chảy ngược luôn chứ. Hết nước mắt á. Bà lố lăng. Bình tĩnh chị, cái gì cũng bình tĩnh. Cái gì vậy? Im lặng hết coi. Bà Ngân. Bà Ngân. Trời ơi. Sao vậy? Bà thở oxy. Khoan, ngồi đây chị. Vô đây. Ngồi đây. Tội quá. Tội quá. Cái này xe hay là người vậy trời? Nửa xe nửa người. Là sao? Ở trên đầu là xe mà dưới đít là người. Trời ơi, là chị không muốn cái xe Abonang hả? Ngồi lên đây. Abonang là cái gì? Là xe cấp cứu đó, trời đất ơi. Đúng rồi. Đây ngồi lên, bây giờ ngồi lên đây chị. Khổ thân quá, nghèo khổ, đâu có tiền đâu mà mướn xe cấp cứu. Trời ơi. Tôi phải tự tôi lăn về đây đấy. Tôi chôm cái còi cấp cứu này xong rồi tôi tự đeo lên đầu, tôi tự lăn về đây. Thương. Thương quá. Tôi thấy cái tình cảnh của chị thương. Trời ơi, cái gì vậy? Ở đâu văn vậy? Xin lỗi. Hơi lố, để tôi tém lại chút. Thương. Trời. Chú rồi. Thương tôi kiểu này 10 cái xương không còn chú ơi. Trời ơi, sao mà bèo dèo dữ nè. Sao giống cái bàn dữ vậy, tội quá. Thật hạt quá. Mặt thì họp vô, còn bà thì nhô ra. Cái miệng thì như con cà tré nữa. Ôi trời ơi trời. Ê ông Tả, ngồi con ta không còn là con người nữa nha ông. Nha. Nha. Sao vậy hả? Em đi chi rửa, chiều đi chiều chi rửa. Hâm lẹt là chi rửa. Là không có nhà đó. Trời ơi. Hôm lét là không có nhà vô gia cư đó, hiểu trời không? Trời ơi anh giỏi quá. Anh tôi đang có học ba. Trời ơi anh giỏi. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Anh thương bà tôi quá. Tại sao hả? Tại sao bà ra nông nổi như vậy đây nè thầy? Đúng rồi. Nhìn bà tôi rớt nước mắt thầy. Sao vậy? Tại tôi thương xóm làng mình quá. Tôi thấy xóm mình sống khổ cực quá. Thế là tôi mới lấy căn nhà của tôi ra. Tôi thế chấp.
Để tôi nghĩ là mình lấy được miếng bát đất to để mà xây biệt thự cho cái xóm này, cho mọi người. Thế mà cuối cùng ấy, lấy cái dự án đấy xong nó ngừng. Thế là tôi cứ trả tiền lãi mãi rồi bây giờ chết đứng ở đây. Trời ơi, vậy là không được ở biệt thự nữa rồi hả? Không rõ được biệt thự mà bây giờ cái nhà của tôi nó cũng mất luôn rồi. Rồi tôi bây giờ là hoàn cảnh khó khăn lắm, bây giờ có ai giúp tôi không? Mới thở đừng có khóc mà nè. Đây nè, nín đây 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 đây, chậm nước mắt. Thôi đừng cái bà chậm á, chậm phải ra cho đúng cái nghĩa của chậm. Chậm thì mày quơ quơ ở ngoài làm sao mà lau được nước mắt người ta. Tôi đừng chậm kiểu đây, nó trôi. Nó trôi. Trôi, ủa chậm mà trôi gì? Trôi lông mi, trôi lông mi. Chậm nước mắt thôi mà trôi lông mi dữ dội vậy. Không, đừng, tôi không cần chậm đâu. Giờ để đây tôi. Chị đi đâu, chị đi đâu, ngồi đi nghỉ đi. Tôi đi về nhà tôi. Nhà đâu? Còn để tôi về tôi ngắm cái nhà tôi lần cuối. Mà bây giờ, Đợi đỡ bà đi, đỡ bà. Nhà chị ở đâu? Trời ơi, đi về nhà đi. Chị mà lôi như bảo gạo chị. Trời ơi, bây giờ đỡ lên ghế cho nè. Đỡ bà lên ghế đi. Cái này là lôi hay kéo hay hãm hay hiếp đi, trời ơi, người gần chết mà lôi kiểu này chắc chết. Trời ơi, nè, chị ơi, không ai lôi chị hết, chị lôi mọi người theo chị đó. Vậy hả? Đứng yên để đây tôi tự xử được rồi. Bây giờ như vậy nè, bây giờ mà hoàn cảnh như vậy rồi, con chị đâu hả? Hai đứa con chị đâu, mày đứa con đâu? Hai đứa con tôi nó đi nước ngoài hết rồi. Trời ơi, con ở nước ngoài hả? Con nước ngoài. Con nước ngoài sao chị không định cư bên đó với tụi nó? Đúng rồi. Tôi đâu có thể nào mà xa quê hương được, buồn lắm. Tôi không có qua bên đấy được đâu. Cho tôi thở nhắc con nhớ quá. Thôi cái này còn hơn tra tấn, thôi cất đi ông nội ơi. Nó ở nước nào? Ở tiểu bang nào mà nước nào? Nó ở Savalikhet. Savalikhet. Tôi cũng rành. Cái đó là cái bánh gì chị? Không, cái tiểu bang. Cái tiểu bang. Khét. Cái gì mà khét là sao? Ngay như chảy nữa. Khét đấy. Ủa lạ nghe, tôi là tôi cũng rành thế giới lắm à. Nha, thí dụ như là mấy cái tiểu bang ở Mỹ là tôi biết, là thí dụ như là California nè, New York nè, Boston nè, Houston nè, Seattle nè, Texas nè. Mà tôi không có, tôi không có nghe cái gì khét. Cái tiểu bang sao khét gì đó, nó ở nước nào hả? Thì ở nước nào? Thì nước nào là nước nào? Nào? Thì nước nào? Trời ơi, cái bà này bà dầm lân, cái nước nào là nước nào? Ý hỏi là cái nước nào? Là nước Lào đó. Nghe nước nào đây? Là nước Lào đó. Đúng rồi. Cái chị là vậy đó. Xanh lách Lào. Trời ơi, xanh lách Lào đó. Ủa, nó ở nước Lào hả? Ở nước nào, đúng rồi. Thằng lờ á. Nói không có được. Thằng lờ cao đó. Vậy bây giờ chúng nó ở bên đấy, nhưng mà chúng nó thu nhập cuộc sống nó cũng khó khăn lắm, nó đâu có đỡ đần được tôi đâu. Mà bây giờ cái nhà của tôi đây, giấy tờ nhà đây, đấy. Sao? Lãi suất nó cao thế này đây, bây giờ tôi không có khả năng chi trả, chắc tôi chết quá. Thương, ôi trời ơi, thì thương chị. Chúng có thương kiểu này, 10 cái xương không còn, giật hết cả mình. Giấy tờ nhà đó. Ôi trời ơi, giấy phép mà. Giấy phép mà còn ngấn hàng. Trời ơi, bà ơi. Vậy là bà còn ở được 2 tuần nữa là đi. Trời ơi, vậy phạt bà gánh hàng họ thấm bà lên dưới đi nè. Còn một tuần nữa là ba ngấn phải ra khỏi nhà. Dạ, lại đây tụi tôi đọc được hết rồi đó. Ông ngâm xong có câu tôi đọc hết câu rồi. Ông này ông ngộ nghe, thiệt á. Giờ tôi không xác định được cái giới tính của ông, tôi nói thiệt á. Bởi vậy nguyên cái khu phố nói ông à, xác cậu hồn cô là phải. Em nói cho mà nghe nè, ta đọc kịp phạt mày ngấn hàng á, đọc thì không xúc động, phải ngấm thứ như rồi ông bị xúc động chứ. Tránh ra, để tôi đi. Đi đâu? Bình tĩnh chị ơi. Tôi nhìn lại căn nhà của tôi, căn nhà ngoại ô. Bây giờ nó là căn nhà dĩ vãng rồi. Không mà tôi còn nhìn được, cho tôi nhìn cái. Thôi, trời ơi, cái thôi nhà mà. Thôi, thôi. Chị nhìn vậy chị đau lòng lắm. Chứ bây giờ chị ngồi đây đi. Ngồi đây. Trời ơi. Ngồi đây, ngồi đến ghế.
bà lôi người ta đi không à? Bà lôi người ta đi không à? Ngộ ghê vậy đó hả? Bây giờ làm sao mấy chú vậy giúp tôi cách nào đây? Phải có cách nào không? Sao? Bây giờ là thực sự cái đã rồi, khóc không có giải quyết được cái gì hết trơn rồi. Khóc giống như trù cho người ta mau chết thêm, đúng không? Bây giờ nè, qua đây. Họp. Họp hả? Trời ơi, họp, họp. Qua đi. Rồi, chị ngồi nghỉ ngơi. Cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Dạ ơi. Chị phải bình tĩnh. Đúng rồi, cứ chị ngồi đây chị nghỉ ngơi. Để chờ, để chờ ơi, đi. Làm gì mà bà chết liền đó. Trời ơi là trời. Họp cái gì? Họp cái gì? Qua đây. Đúng rồi. Rồi, hợp. Vừa phải thôi, vừa khí khí thôi. Qua ông đây. Bà, ông bà qua đây, ông bà qua đây. Bây giờ vậy, khu phố mình phải lá lành, đùm lá rách, đúng không? Đúng rồi, phải. Nếu mà lỡ lá rách thì phải đùm lá nát. Đúng rồi. Nè, mình phải giúp đỡ cho chị. Phải giúp. Chị, chị ngồi đây. Chị đừng. Chị cứ ngồi đây. Đừng. Chị bình tĩnh. Đúng. Cho tôi nghe nén tí đi. Không, chị ngồi đây. Có cách giải quyết hết. Bình tĩnh. Đúng chị. Tự xử đi. Như vậy nè, cái điều trước tiên á là mình phải hốt bả quăng vô bệnh viện. Đúng. Là chăm sóc sức khỏe cho bả trước. Đúng. Rồi sau đó mình sẽ kêu gọi người ta ủng hộ. Mỗi một người chỉ cần 1,000 thôi, cả đúng. Nước này cũng là mấy tỷ. Hiểu không? Bây giờ cả nước mấy tỷ hả? Ơi, tốt quá, còn cái gì bằng nữa, giúp cho tôi với. Được. Được. Cả khu phố sẽ giúp cho chị. Bây giờ chị phải vô bệnh viện. Hốt bả đi bệnh viện. Nhanh lên. Dạ, quý quá. Dạ, trời ơi, đâu có gì đâu chị. Có tấm lòng là được rồi. Đó, mình làm phước đi. Đó, mình làm phước, mình giúp người. Cái mai mốt mình có xa cơ, lỡ giận gì đó, cái người khác giúp lại mình. Dạ chị, dạ. Sao chị? 500 ngàn hả chị? Dạ, ghi vô liền. Dạ, sao? Hả? 5,000 Việt Nam đồng. Dạ đâu có sao. Dạ tấm lòng mà, mình có nhiều mình ủng hộ nhiều với chị. Dạ Nguyễn Thị Tẹt, 5,000 Việt Nam đồng. Dạ rồi cảm ơn chị nghe. Rồi số nhà 17/2. Dạ rồi, đường Hùng Hồn. Rồi chị, rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ chị nha, nhớ nha, có bạn bè gì á chị kể nha, kể giúp đỡ cho bả. Giờ bả tội lắm, giờ bả tiều tụy lắm. Dạ sao? Dạ cảm ơn chị. Rồi vinh danh chị chứ. Dạ ai ủng hộ là vinh danh hết á. Dạ đọc lên giữa khu phố hả? Dạ rồi chào chị. Dạ 5,000 mà kêu họp khu phố lại rồi vinh danh bà. Cũng ông không chứ ai. Nói nhiều. Cái tập của ông không á, người ta đã 500 rồi thì ông ghi đại vô tờ giấy đi, vô một cái đi. Nói nhiều chuyện một hồi tuột xuống 5,000 luôn à. Đúng rồi đó. 500 là tôi đưa ra đó bà ơi bà. Hả? Lúc đầu tôi giả bộ tôi nói 500 hả chị, là tôi đưa cái giá. Là ông gài đó hả? Ông gài. Rồi bà nói 5,000. Hiểu không? Thiệt luôn. Chồng bà còn kêu đưa 2,000 nữa kìa. Trời. Chồng bà kêu đưa 2,000, bà nói làm gì đưa 2,000. Hai vợ chồng gây lộn tưng bừng 3 ngày mới chịu là thống nhất là 5,000. Trời ơi, ủng hộ gì có 5,000 à. Bà ủng hộ có 1,000 kìa. Thì tôi ủng hộ, tôi nói tôi ủng hộ liền. Ông nói 1,000 thì tôi ủng hộ 1,000 liền. Tôi nói cái ý, người ta nói cái ý. Mỗi một người 1,000, cả nước này hùng lại cũng được mấy tỷ. Cái đó là ý thôi. Ai mà đi ủng hộ mà từ thiện mà có 1,000 đồng Việt Nam đồng. Trời ơi, bà làm ơn. Bà mai giá, bà thiêu thùa, bà làm ơn, bà canh cái tọa độ giùm tôi. Trời ơi, bà cứ chăm cho trong mặt tôi như xăm mứt gừng hoài à. Ê, chị nói. Trời ơi, chết cha. Sao vậy, sao bữa nay sao lại thẳng hơn vậy chị? Hả chị thấy trong người chị làm sao? Hả? Ôi chết rồi. Mấy anh, mấy chú, mấy cô đưa tôi vô trong bệnh viện. Dạ. Sao? Tôi nằm trong đó tôi đâu có ngủ được đâu. Sao vậy? Cứ suy nghĩ chăn trở trằn trọc
băn khoăn mà bây giờ mắt nó hốc hơn nữa. Trời đất ơi. Quá 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 đấy, khổ lắm mà không biết bây giờ tình hình ở đây quyên góp được như thế nào rồi. Chị yên tâm đi. Thế nào cũng quyên góp được đầy đủ tiền để chị lấy cái căn nhà của chị lại. Đúng rồi. Đây nè, mới có người mở hàng ngày hôm nay, bà này bà vui vẻ lắm. Bà ủng hộ 5.000 luôn. Cái gì? Rồi, nó coi chỉ kìa, nghe cái tích vui quá. Vui, thấy bà vui vậy mình cũng vui hả? Trời ơi, hạnh phúc còn gì bằng. Họ ủng hộ tới 5.000 đô la. Trời ơi, tôi cảm ơn. 5.000 Việt Nam đồng. Dạ. Giọng cao quá vậy, sao giọng cao vậy chị? Chị đang bệnh mà. Sao bỗng nhiên giọng cao vậy? Xúc động quá, xúc động nghe 5.000. Đúng mà rồi. Tôi thương các chú các cô. Dạ. Lo vất vả cho tôi cả ngày được 5.000 đồng Việt Nam. Tôi xúc động quá. Chị yên tâm đi, từ từ sẽ có nhiều hơn mà. Mình yên tâm, yên tâm. Đừng. Mình á, mình tích tiểu thành đa. Dạ đúng rồi. Không biết chị hiểu không ta? Không. Mình à, mình tích nước tiểu hả? Vậy không phải. Trời đất ơi. Có nghĩa là mình là mình quyên góp á, nhỏ thành cái lớn. Mỗi một người 5.000, 10.000, 20.000 mà cả nước này mà ủng hộ cho chị là phải mấy tỷ. Đúng rồi đó chị. Cả nước này ủng hộ cho tôi, trời ơi. Sáng quá. Mắt sáng quá. Bình mà nghe tiền. Mắt sáng dữ dội. Vui không? Vui. Nè, mấy hôm nay tụi tôi quyên góp là cũng được cái được bao nhiêu rồi? Cái giá trị nó cũng bằng cái hàng rào nhà chị rồi đó. Cái gì? Sao giọng cao nữa vậy chị? Tại sao mà mới có cái hàng rào thế? Chị đang bệnh mà chị. Giọng hơi chua, giọng hơi chua. Giọng này mà dân gian người ta gọi là bực mình nè bác chị. Tôi vui, trong lòng vui. Được tới cái hàng rào rồi nên tôi vui. Nói nghe nè, chị phải cảm ơn mấy bà này nha. Coi vậy chứ mấy bà thương chị lắm. Chị mà có chuyện một cái nghe mấy bà tội nghiệp lắm. Ăn không yên, ngủ không ngon. Tôi biết chứ. Cái công việc bà hàng ngày là phải thêu thùa. Đúng rồi. Thế mà bây giờ phải tập trung lo cho tôi này. Tóc dựng cứ như con nhím di động. Tôi thương lắm. Hai tóc này giống nhau chị. Tiết kiều Tiết Dân mà chị. Nhưng mà cái tóc tôi là vì lo âu buồn giàu cái nhà. Bà này thì bà đi lo tiền cho tôi. Nên tôi xúc động quá. Còn chị nữa. Ôi dồi ôi, lo cho tôi mà hôm nay người vàng cứ như nghệ. Dạ không, áo em nó màu vàng. Áo hả? Thì cứ vàng là nói cái áo bây giờ thấy nè, bên này mặc màu tím Huế đẹp quá đi ạ. Từ hôm mất cái nhà tới nơi giờ làm gì có quần áo mà mặc. Cô Tám cô cho đấy. Ủa khu phố mình đâu có ai là cô Tám ta. Cô Tám thì cái cô Tám gì mà cứ ngân nga hả? Xác cậu Hồng Cô. Xác cậu Hồng Cô. Tới ổng mới nhớ ổng cũng tội lắm đó. Tôi giao nhiệm vụ là đi quyên góp đi xa để mà quyên góp đó. Chi nãy giờ không thấy ông ở đây. Nhưng mà chị yên tâm, sắp rồi. Không. Đó tung tin hết, cái chuyện của chị là tung tin lên báo hết để mà cho cả coi như là ai cũng biết để mà giúp đỡ chị. Chị yên tâm hả? Đã ảnh đã nói có lên báo là lên báo à. Đó báo gì? Đâu? Báo đó. Báo gì? Báo này được hả? Được treo lên đây đó hả? Ôi, đưa cái hình của tôi thời nào đây mà mặt ngộ nghĩnh thế. Đâu có, kiếm cái hình chị không ra mới lấy hình con gái chị, con Nguyễn Cát nè. Báo là báo gì đây? Hả? Báo gì mà kỳ vậy? Báo này bà nội. Báo? Báo tường chứ báo gì? Chỉ là báo tường thôi hả? Thánh thần thiên địa ơi, chứ bà tưởng tôi đưa lên báo gì? Báo trời ơi, sao không nói là lên báo cho nó mạnh người ta, người ta ủng hộ cho nhiều. Ông nói là lên báo cho nó hoành tráng, cho cả nước ủng hộ mà tự nhiên ông lên cái báo gì có sớm mình biết. Dạ như là mình phải giật tít lên thôi, ông hiểu không? Giật tít giật gân lên. Không có bài nhà Phương mà là model bạn sẽ bị chụp hình từ sướng đi. Trời ơi bây giờ tôi mới nhìn kỹ ông Tám. Cái giọng ông lộ luôn bạn, giờ này không còn là ông Tám nữa giờ ông lộ luôn là cô Tám.
ơi. Chết cha. Trời ơi. Xong tự nhiên ông lộ ra luôn vậy ông Tám? Vì chuyện lớn, nếu tôi bị hy sinh cái giới tính của tôi để trà trộn vào một hán hùng miền sỏi, đã tìm được một cái sự thật. Một sự thật là bà Ngân, bà quá đáng quá. Bà không muốn làm dự án dự đô gì hết cả. Mọi người biết bà làm cái gì không? Bà làm gì? Chơi lô đề rồi muốn bất động sản. Lô, 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 mắc nợ ngân hàng. Thôi đi. Có khả năng để trả. Bây giờ hả, bà đi lừa đảo tất cả mọi người để bà kiếm tiền. Tôi không ngờ của người của bà là tát tề như rửa. Thôi đi. Ông ấy, cô ấy, cô mới là cái người mà kinh khủng ấy. Cô giả bộ, cô nói là tôi vì truy tìm tôi này nên cô phải hy sinh. Này gọi là cô là vì tôi mà cô công khai giới tính. Thứ gì đâu mà nè, cái bụng to hơn cái thân à. Nè tôi nói cho bà nghe này, lúc thì cô, lúc thì ông, bà đừng có nói như rửa. Đừng có mồm năm miệng mười. Tôi này tôi khổ dễ sợ lắm. Tôi bị khổ nhục kế và tôi bắt được một cái thông tin và tôi thu được trong điện thoại này. Mọi người lắng nghe cuộc trao đổi giữa bà Ngân và một tên giang hồ cho vay nặng lãi. Anh làm ơn cho tôi tí thời gian nữa đi. Đợi tôi lấy tiền được của mấy người trong xóm ngã tư này rồi tôi sẽ chuyển cho anh. Nè, tôi giao hẹn cho bà ha, trong vòng một tuần á, bà phải trả cho tôi đầy đủ cái số tiền mà bà đã thua nợ cờ bạc và bà đã dây nóng, nghe không? Nếu bà không trả đủ ha, tôi không dám chắc á, tính mạng bà sẽ được bảo đảm và cả gia đình bà nữa nghe. Tôi biết rồi, tôi để từ từ tôi tính từ sáng giờ. Mấy ngày nay trong xóm người ta huy động cũng được mớ tiền rồi, cũng được nửa cái nhà này rồi. Thôi có gì anh làm ơn anh đợi tôi tí cho chỗ. Tôi còn phải làm nhiều trò nhiều chiêu thì người ta mới lo tiền được cho tôi chứ. Lẹ đi, đừng có chờ lâu đâu. Dạ dạ. Ê, là sao? Hả? Nếu không giúp tôi thì bù đầu bù cổ tôi giúp đỡ bà mà. Bà làm cái là sao? Hả? Ủa, bình tĩnh. À, bình tĩnh. Chị bình tĩnh. Tôi thương tưởng bà không? Tôi thương tưởng bà nè, tôi tưởng là bà lấy nhà bà nè, bà cầm bà lấy tiền bà giúp đỡ Phương Phố. Bà sao bà tưởng bà ngồi tôi không giữ bà được hả? Hả? Bà tưởng bà ngồi tôi không giữ bà được hả? Bà làm gì là sao? Bà hết sức bình tĩnh, chị hiểu chưa? Bình tĩnh để cho tôi, để cho tôi. Bà nghĩ sao vậy hả? Bà nghĩ sao? Bà lấy tiền của tụi tôi rồi bà nói bà hy sinh vì tụi tôi. Bà vừa phải thôi chứ. Thôi. Gì nó cũng có giới hạn thôi nha chưa. Trời ơi, tôi tốt với bà. Tôi nghĩ bà thần tượng mà. Bây giờ chứng cỡ rõ ranh ranh như thế này rồi, bà nói chi? Tất cả trong cái xóm này ai cũng yêu thương bà, coi bà là thần tượng, là idol. Mà bây giờ bà lừa đảo, bà phù lòng mọi người chứ rửa, thì bây giờ phải làm sao? Cho bây giờ cho tôi nói một chữ. Mọi chuyện này là một chữ thôi. Náo. Náo cái gì mà náo? Náo. Náo cái gì mà náo? Láo đó, láo đó. Là láo. Vẫn hoàng cố. Vẫn hoàng cố. Thấy bà mà. Dạ. Đại hội giặt mặt. Giặt mặt. Giặt mặt. Giặt mặt. Chầm được mắt cho bà là bà sợ. Trôi không là có nghi ngờ rồi. Trời ơi xin được cảm ơn các nghệ sĩ Minh Nhí, Thúy Nga, Long Nhật, Diệu Nhi, Phi Nga đã mang đến cho chúng ta những tràng cười thật sảng khoái. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì Lê Khánh và Đình Toàn phải nói lời chia tay với quý vị. Cái gì chút đổ rượu hết trơn à, con này thiệt à.
né ra để mà để cái lẩu vô. Cái gì đâu mà đàn ông, đàn an mà cứ xà quần ngồi sắc lạc nhau. Châm lửa mà. Châm lửa vô đây. Chở lên giùm cái coi. Nóng cái gì? Trời ơi, ông ơi, có nóng đâu mà ông làm quá. Bà làm sẵn ở trong hơi hơi nóng nóng hương hương. Rồi, bà vô đi. Bà thiệt. Rồi, rồi nha, nhậu thoải mái đi nha. Hôm nay không say không về á, người nào mà còn tỉnh là về là tôi giận lắm nha. Ngồi luôn, ngồi luôn, sáu, sáu, ngồi luôn, sáu. Ngồi luôn, em ngồi luôn. Rồi, 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 trời ơi, nãy giờ chú uống ly rượu nào hết trơn vậy? Phải uống chứ, uống, vô, vô, vô. Vô quán người ta mà ông uống gì hết, thiệt tình đó. Nè, uống đi, tôi uống rồi, uống đi. Hết ngày rồi, em nói sao vậy? Đi hả, để đổi chai mới cho. Cái gì vậy? Thôi được rồi, uống hết rồi lấy. Thôi, đổi đi trời ơi. Uống đi, tôi uống hết rồi đây nè. Cái gì đâu mà vô hả mấy cái đồng hồ mà ngồi uống cái nửa bình rượu à. Giận hết sức vậy á. Uống đi, uống đi. Uống đi nào, ly tôi hết rồi đây. Đám cưới vui đâu có ai là rầy. Gì đám cưới vậy mày? Quên, quên, không phải đám cưới, đám cưới. Tại vui quá tưởng đám cưới, không phải đám cưới à. Mà hôm nay là cái đám mà ăn mừng là xã mình trở thành nông thôn mới. Phải uống mừng. Uống mừng tỉnh đã cho xã mình nâng lên thành nông thôn mới. Bà hạnh diện chứ vô. Uống rồi, đổi, đổi. Uống nha, uống nhiều, ăn uống phủ phê vô đi. Trời ơi, vô quán người ta mà bèo quá trời. Làm sao mà đủ vốn để bán. Ai, đã quá. Lâu lâu rồi, coi như là được ăn uống thả dạng bữa ha. Rồi. Ôi, hạnh diện. Làm miếng. Hạnh diện quá chứ. Lẹ đi Sáu ơi, sao mày lâu quá Sáu ơi Sáu. Nè, rồi nè. Chưa lắm. Như cái chai này nữa là 8 lít nha. 8 lít hả? 8 lít. Hôm nay lên nông thôn mới mà tính tiền tính bạc thì con này thiệt tình à. Trời, tao nói mày nghe là 8 à. Ê mày hổn mày. Ê mày kêu mày tao với tao hả mày? Trời ơi, trong bàn nhậu là mày tao mấy tớ hết thì nó mới hòa đồng chứ, mặc dù mày lớn hơn tao 6 tuổi mà tao vẫn kêu mày bằng mày, mày hiểu không? Đúng rồi, lên bàn nhậu là không có phân biệt là lớn nhỏ gì hết trơn. Vậy là không có dai dế gì hả? Đúng, thằng ba mày nói đúng đó. Này hổn mày, cái này hổn nè. Thằng này đó lớn hơn mày cũng vài tuổi, còn tao lớn hơn mày gần 20 tuổi nha. Nhưng mà đã nói là trong bàn nhậu là coi như là đồng chất đồng màu hết trơn, là mày tao tôi tớ luôn. Bây giờ mình phải tôn trọng ảnh, tại vì sao ảnh gần chết rồi. Đúng rồi. Cái ảnh là gần gặp anh Sáu rồi. Anh Sáu tắm đó. Đó. Anh Sáu tắm là biết gì không? Là gì? Cái hòm đó. Đó. Tao không có giỡn với hai đứa bay nha. Nó là vui, đừng có nhắc ba cái chuyện chết chóc rồi. Thôi bây giờ vậy, tao có ý kiến vậy đi. Tao với mày là cũng ngang ngang với nhau khi mày tao được. Đó. Còn ảnh là lớn mình 20 tuổi. Đúng rồi, kêu mày... vậy. Con nít nó nghe nó học xấu. Đúng rồi, ảnh mà lấy vợ bằng cái tuổi đó là mà mình kêu ảnh là coi bằng ba luôn á. Kêu mình phải kêu ảnh bằng anh. Cho sự tôn trọng anh. Đúng. Anh. Rồi, ăn mừng cái sự anh đi. Uống. Ăn mừng vô. Qua khoan, để cho tôi miếng rượu đã. Uống đi, thoải mái đi, tính uống tiền sao? Không sao. Ủa hôm nay này tính tiền hả? Sao không tính tiền? Mày mắc cười quá, tao là chủ quán ở đây mà tụi bay vô. Mày với anh ta vô nói cho nhậu mà không có nhậu nhiêu tiền sao tao đủ xã hội tao bán nữa. Mày không? Nói mắc cười quá à. Hôm nay là tưởng ngày vui mày mời qua đi uống tao với thằng ba nè. Đó cái gì vậy? Trời ơi, hai đứa tao với thằng anh ba này nè, thằng anh ba. Mày bỏ chữ thằng đi, mày hổn quá. Hổn quá. Tao với anh ba mới tới đây. Thôi thì tập uống. Giờ vô. Vô. Hai ba. Vô. Uống bình phạt à. Uống hết. Ê phạt, đừng. Cái này có tính tiền. Uống phạt, nó uống nhiều hơn mình sao? Kệ. Tao đại. Uống anh ba đại anh chơi luôn. Uống chưa hết. Chưa hết. Ủa. Trời ơi, đổ ra ngoài hết tài đám cái đó. Rượu ngon quá. Trời ơi, nó uống có 1/4, nó đổ ra hết 3/4. Rượu ngon quá, rượu ngon quá, uống đi, đổ củ hủ vừa. Cái gì đâu mà sao nó bừa bãi vậy sao? Uống mát là phải gọn gàng, gọn gàng. Làm ơn đổi mới dùm cái đi, Sáu ơi, mày đó thấy mày lúc nào cũng cũ kỹ hết trơn hết trời á. Đổi mới dùm cái đi. Buồn quá. Buồn, thôi uống đi, uống đỡ buồn đi, uống đi. Trời dân đang vui rồi, cái mặt mày làm mất hứng. Tự nhiên là xuống sắc vậy. Hả? Mày buồn cái gì? Cái gì mà mặt mà nó... Bây giờ anh ba với anh Tám thấy đó. Bây giờ xã mình đang được lên là nông thôn mới rồi. Đúng rồi. Mà tao thấy người ở trong cái thôn mình không có ai đổi mới hết trơn, sao không buồn được? Anh Tám đổi mới, mày nói sao á? Nó nói bậy. Nông thôn mới thì cái gì cũng phải mới. Mới. Mày nhìn tao, mày đừng có coi thường. Tao có cái mới chứ. Đó, mới mà không thấy. Anh mới, anh nói cho anh khoe đi. Khoe cái mới của anh đi. Đây. Ghép mới. À,
đó, mua dép mới đó. Mới mua dép thì cũ rồi, giờ mua nó về thay dép mới. À, vậy là được rồi, vậy là được rồi. Rồi còn gì mới nữa? Mới cho tiền thằng con đi thay người yêu mới. Dạ. Vậy là bậy. Anh bậy quá anh ba ơi. Bậy, trời cái này ơi. Bậy à. Thằng gì nhỏ bậy? Mới có 18 tuổi mà anh nghĩ sao mà anh tạo điều kiện đưa tiền cho nó đổi người yêu mới là sao? Con gái người ta nuôi bao nhiêu năm trời mà để nó xài qua một lần là đổi là sao? Bởi vậy tao nói thiệt, cái đầu óc tụi bay không có gì mới, còn cũ á. Người yêu đây là cái gì? Thằng con ta đó, nó rất là yêu xe. Nó cưng xe, nó giống như là người yêu. À, bây giờ nó đang đi cái xe đạp. À, ta cho tiền nó mua cái xe mới, cái xe đạp điện. À, xe đạp điện hả? À, vậy là cũng đổi mới rồi, từ xe đạp lên xe đạp điện. Cứ sao? Ủa, nhà anh có điện không? Ờ, có điện không? Nhà tao không có điện. Ủa? Trời đất ơi, không có điện là mua xe đạp điện chi? Kệ nó, miễn sao là... sạc điện? Kệ nó, miễn là nó đeo lên, nó đạp, là người ta nói, ô, thằng con tao mới đi xe đạp điện. À, nhưng mà yên tâm, là mình xã mình là lên nông thôn mới rồi, mốt nhà nào cũng có điện hết á, đừng có lo. Thôi giờ mình uống, mình ăn mừng. Ăn mừng với cái sự đổi mới đi, ăn uống. Mừng cho con tao, mừng tao có dép mới. Mừng dép mới. Có người yêu mới. Có người yêu mới, vô. À, quá. Rồi bây giờ á, anh ba có cái mới rồi, bây giờ mày có cái gì mới không Tám? Tám hả? Ừ. Mới chứ có mới, tôi là lúc nào cũng mới chân trời. Nhìn mái tóc là biết mới nè, tóc cung bê đó. Thấy giống ai không? Giống ai? Giống anh Minh Dương. Thần tượng anh Minh Dương, để tóc cung bê giống Minh Dương. Trời ơi, thôi đi, thấy người ta nổi tiếng rồi đu theo rồi cha nội. Thằng này nói gì? Mày mà Minh Dương gì, mày là Minh Xù rồi có Minh Dương gì? Bậy bạ, tóc mày tóc mới chứ bộ. Thôi đi, mới gì mới, một năm thì có đó. Mày để kiểu này một năm trời rồi, có gì đâu mới. Đổi chỗ nào vậy? Hả? Mày có cái gì mày đổi mới, mày làm ơn mày khoe giùm tao một cái đi. Ví dụ là cái gì, chị muốn ví dụ như là cái gì? Ví dụ như là người yêu của mày đi. Gì đâu mà không có ai yêu gì hết trơn, trắng phèo vậy mày. Chị đừng khi dễ em, chị đừng có tưởng em ế nha. Em người yêu hả, gái theo một rừng luôn á. Thằng này hả là gái dữ lắm luôn mà tại này không chịu thôi. Anh nói cho chị biết. Đâu gái đâu, gái đâu mà mày khoe. Đi nha, em tại vì nguyên tắc là chọn vợ em nó kỳ cục lắm. Sao, nguyên tắc sao? Vậy là phải điềm tĩnh trước gái xinh, không giật mình trước gái xấu. Không được đầu gấu với gái ngoan, không cần nhẹ nhàng với gái dữ. Không được tự tử nếu mất gái ngon, không ngậm bồ hòn ôm gái nát. Không được bộc phát thích gái tiên và không ném mình vào gái ế. Nói tóm lại á, yêu điên dại thì cũng về tay không. Thôi thì cứ long bông, có khi lại thành công trong cuộc sống. Thằng này hay, hay mặn cái gì rồi. Hay gì? Rồi uống mặn mày cái. Có cái suy nghĩ đó mà ế suốt đời. Thôi bây giờ mình uống, mình chia buồn cái sự ế của nó đi. Vô, uống nha, uống em. Ê, mày làm cái trò gì vậy? Nãy giờ tao để ý rồi, mày uống, tao mày cứ đổ vô cái vỏ, đừng đâu dép mới của tao. Bây giờ mày kêu vô cái mày đổ vô cái nồi lẩu. Mày chơi vậy mày bắt tao trả tiền. Không phải, đồ hiểu lầm biết sao, mới phát minh ra một cái món mới gọi là lẩu hầm rượu. Lẩu hầm rượu á? Lẩu hầm rượu. Thì lấy rượu của mày, mày hầm đi, rượu mày mua chung của người ta bỏ gì mày hầm làm sao vậy? Trời ơi, sẵn tiện đây còn có mấy ly rượu mà tiếc chứ gì. Thôi kệ, sao ta? Coi lý, mình phải thử. Đó mày muốn thử một miếng coi. Ngon lắm, bây giờ mình phải đổ vô nhiều vô vậy nha. Thử một miếng coi. Ê, rượu mày đổ nhiều quá vậy, uống rượu còn ăn gì nữa mày? Trộn lên, trộn lên, trộn hết. Mày thử một miếng đi. Đỡ lên từ từ. Thử ra sao? Bá cháy luôn á, trời ngon lắm. Xuất sắc luôn á. Sao? Ngon quá. Thấy chưa? Ngon quá. Trời ơi, trời ơi, thôi má. Quá lâu sao à? Từ từ nếm lại coi nó sao. Nếm lại lẩu mà bỏ rượu vô uống hoài à. Gì vậy? Phỏng hỏa chứ gì. Người ta uống quá phát triển nó cỡ nào rồi mà dân mình cứ dậm chân tại chỗ, tao buồn quá luôn á thiệt á. Thôi vậy uống rượu đi chứ ăn làm gì nữa. Đổ rượu đi không là toàn lẩu rượu chứ còn cái ngồi gì nữa. Nói cái gì? Thôi ăn đi rồi vừa ăn vừa uống luôn. Em buồn quá anh ba ơi. Buồn cái gì? Tại vì á, người ta phát triển cỡ nào rồi mà dân xóm mình, xã mình sao cứ vậy hoài, không bao giờ thấy người tài giỏi gì hết trơn, em buồn. À, em băn khoăn về cái chuyện đó. Đó, em trăn trở là bán quán mà vẫn trăn trở về vấn đề của xã hội. Đó, hai người thấy không? Người ta đã phát triển cỡ nào rồi. Đó, em thấy điển hình như là những người nổi tiếng như là về lĩnh vực mà công nghệ thông tin gì đó. Là ví dụ như là ông Bill Gates. Cái gì? Ông nào đi tiêu mà ra đi tiêu mà vừa tè là ông nào vậy? Trời ơi. Hai đứa bay tầm sao? Mày công nghệ phải không?
ông đó người ta gọi là ông Bill Gates chứ cái gì? Thì có như đọc nhiều Bill Gates á. Thôi bỏ đi, ông đó tao biết. Ông là gì đó? Ông đó là ông về Microsoft. Microsoft là cái gì? Microsoft là viết mấy cái chương trình gì, mấy vi tính gì đó. Mấy vi tính đó. Đó là nổi tiếng nè, giàu có, tài giỏi lắm. Còn thêm một cái ông nữa là Steve Jobs. Cái gì? Ông nào mà gì ăn tiêu là Jobs ông nào hay vậy? Cái gì mà cái điện thoại gì mà cái trời ơi, con nhỏ này nói tiếng Anh cũng khùng luôn. Cái đó phải nói là Steve Jobs. Cái ông này ông chưa biết nha. Ông này làm gì về cho phát minh cho điện thoại chế táo đó. Chế táo. Bà học nhiều quá rồi mà mua mạng hay sao vậy? Cái ông làm sao? Hai ông đó rất giỏi mà hai ông là người nước nào? Nước Mỹ. Đúng rồi. Tại sao người Mỹ người ta giỏi như vậy mà tại sao dân xứ mình không giỏi như người ta? Tại vì người Mỹ người ta ăn đầy đủ chất, còn người mình ăn thiếu chất nên mình phát minh nó trật lất vậy thôi. Cho nên thấy cái tình hình như vậy nên tôi mới bắt đầu tôi nghiên cứu. Tôi bắt đầu tôi suy nghĩ là mình phải làm sao mình cải cách cái nền giáo dục của nước nhà bằng cách là mình sẽ tìm ra những nhân sự mới mang hơi hướng của thiên tài. Nhân sự mang hơi hướng của thiên tài à? Ủa là gì á? Làm sao tôi không hiểu? Mà dùng tập từ nào to mà... búa lớn tao không hiểu được nói cái gì luôn á sao? Ý nó nói là mình tìm ra những cái người thiên tài để thiên mình... tài tìm đó, phát minh ra những cái mới để giúp nước nhà. Đúng rồi đó. Thế mày sao cứ ăn nhậu? Cho nên á, mỗi ngày á tôi mới đọc sách. Đọc sách. Tôi đọc sách y học, tôi đọc sách thiên lý học, thiên văn học, địa lý học, sinh vật học. Mày nói hồi chỉ học nữa là tao cọc đập vô mặt mày một cái bắp đi hả mày? Đất ơi, học hoài à. Nó nói mày làm cái gì chứ? Ý nói là sau khi mà nghiên cứu một nùa sách đó thì tôi mới thấy là tại sao những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu học, những nhà vật lý học, những nhà sinh vật học, những nè, nhà lịch sử... Mày nói nữa học tao thọc cái mặt tay của mày này. Mày muốn nói gì mày nói liền đi mày. Học mà mày nói mày dẫn chứng cụ thể ví dụ mọi người thôi. Thì ví dụ là sau khi mà nghiên cứu như vậy á, tôi mới bắt đầu tôi đào tạo cho hai đứa con của tôi thành những thiên tài của đất nước sau này. Cái gì? Cái gì? Mày đào tạo con mày thành thiên tài à? Phân nổ cái trường văn miệng á, nói nó nổ trên mức quy định ngoài tiên liệu của em luôn rồi. Tôi nói thiệt mà. Có thiệt không? Thiệt. Em có hai đứa con của em đáng đồng tiền bát gạo lắm anh ơi. Em đau đẻ mà em thấy em hãnh diện, bởi vì sao? Những đứa con của em thành những thiên tài giúp ích cho xã hội sau này. Trời đất ơi. Thiệt không? Thiên tài hả? Thiên tài. Có chuyện này không anh? Sao lại không biết, chứ? Tao không biết, nó nói xong tao tỉnh rượu rồi. Nhưng mà mày nói thiên tài, mày có bao giờ qua đây thấy mặt tụi nó đâu mà nói thiên tài? Biết sao? Sợ mọi người thấy được tụi nó, rồi mọi người thấy tụi nó giỏi quá, mọi người giết nó thì sao? Vậy con mày giấu ở đâu? Hả? Trong nhà tao chứ đâu. Đây nè, mọi người thấy không? Thiên tài thường có xu hướng tìm hiểu những vật gì mà quen thuộc với mình. Em nghĩ cái ông mà dê chó gì đó anh. Cái gì? Xuyên mà chóp. À đó, cái ông mà phát minh ra điện thoại trái táo đó, thì ổng sẽ rất là gần gũi với trái táo. Chẳng hạn như là lúc nào ổng cũng ăn táo, ổng chơi táo, ổng sờ táo, ổng uống nước ép táo. Thậm chí cái bếp của ổng là cũng bếp ông táo. Cho nên là ổng mới phát hiện ra điện thoại trái táo. Vậy nên là biết ông này không bao giờ biết nói láo nữa. Đúng vậy. Cho nên bây giờ con của em sẽ bắt nó tiếp cận với những cái trái gì mà quen thuộc với đất nước mình. Chẳng hạn như là trái dừa. Trái dừa. Em bắt nó ăn dừa, uống nước dừa, ăn cái dừa, ăn cơm dừa, chụm sơ dừa, gài lá dừa. Để chi? Biết đâu sau này nó sẽ phát hiện ra một cái gì đó liên quan đến trái dừa thì sao? Đúng rồi. Hay chưa? Có lý. Nói cũng có lý anh ơi, có lý. Gì anh? Anh làm gì anh? Ủa anh sao vậy? Còn nghe còn thấy tôi nhũn não rồi đó. Sao vậy? Cái ông gì mà táo mà ông bên Mỹ mà ông xài bếp táo luôn hả? Xài bếp táo luôn. Hay quá. Con mày cho gì cho diện kiến vô mày không? Hình hài. Quý lắm á, tôi mới giới thiệu con tôi cho hai người thấy mặt nha. Được rồi. Đó giờ giấu dữ lắm luôn á. Giấu như mèo giấu. Tôi biết rồi. Mèo giấu ấy vậy đó, bây giờ mình uống miếng đi rồi mình khoe con mới được chứ. Uống hoài tôi vô dẫn ra đi. Kêu con mày uống hoài uống hết. Nhưng mà chút nữa nhớ trả tiền đầy đủ nha. Được rồi, tao nhớ. Mày cho tao gặp thiên tài. Đâu? Trên đỉnh cây dừa nó đang đu toàn ten. Ồ, nó nhảy qua cây khác rồi. Tiếp theo cây thứ ba. Ồ, cây thứ tư. 5, 6, 7, 8, 9. Ồ, nó kìa nhảy xuống. Ủa, sao con
đây mà sao nhảy 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 như tùm lum giống như tặc răng vậy? Trời ơi, nó đu từ đó nó nhảy qua đây nó rớt xuống nó ghê chưa? Trời ơi, má mới chỉ gì bên đó hả? Má chỉ cây dừa. Con đu cây dừa con nhảy qua đây rồi con rớt xuống đúng không? Đâu có. Chứ sao? Đang ngồi nó má làm phát giật mình té này con khỉ bên kia chạy qua bên kia mà chỉ đâu bệnh. Trời đất ơi, con khỉ mà tưởng con bà vậy bà nội. Ủa con bà giống khỉ lắm hả? Ông nhìn kỹ đi. Nó có khác gì con khỉ không? Có khác gì con khỉ không? Nó còn ghê hơn con khỉ nữa. Nhưng mà con ghê mà con có tài, hiểu không? Má rất hãnh diện về con. Sống mũi nó cao ghê chưa? Đúng rồi, người ta là mũi dọc dừa, nó là mũi bạch dừa. Nguyên bạch dừa tụi cho nó mũi nó nè. Sống như cây dừa riết nó mới như vậy. Đúng rồi, nào giờ thấy nhiều loài khỉ lắm. Khỉ đột nè, khỉ bạc má nè. Lần đầu tiên thấy khỉ dừa đó. Má, sao con? Má đẻ con ra đó. Sỉ nhục con bao nhiêu là sỉ nhục má bấy nhiêu đó. Không. Con giống bà đâu có giống má. Giống má con bớt xấu nhiều rồi nhưng mà giống ba con giỏi, hiểu không? Vừa xấu mà vừa giỏi. Đây thiên tài của đất nước đây. Đây, thiên tài đây. Thiên tài. Dạ xin thông báo với mọi người được sao biết. Sao con? Hết hồn vậy? Má vậy còn má sao con? À, con xin thông báo với mọi người rằng sao? Con đã nghĩ ra được một phát kiến. Trời ơi, thấy chưa? Cái gì? Còn xí. Phát kiến là gì con ha? Thông minh nói một lần hiểu liền cho mấy con dốt nói mệt lắm. Chửi. Chửi mày đó. Dạ. Má thân mến. Sao? Mấy ngày hôm nay con phải ngồi đọt chuối, đu đọt cây, treo đọt dừa và phát hiện một chuyện rất lạ đời. Sao con? Má biết con thấy gì không? Thấy gì con? Trong mặt lắm. À, hay quá. Đúng rồi. Bây giờ phát hiện thằng này đã có những cái ý kiến là hay rồi đó. Bây giờ mình mới biết luôn, ngồi trên cao mới chóng mặt, ngồi thấp không có chóng mặt. Hay quá. Thiên tài. Nhưng bù lại. Sao con? Bù lại con có nhiều phát kiến. Trời ơi. Hay lắm. Trời ơi, thấy con trai tôi không? Trời nó ơi. Dễ thương, nó đẹp trai. Mình ngồi cho nó. Nó vừa còn cao ráo nữa chứ, cao quá. Con ơi, con cao quá. Bây giờ con cứ cao cái kiểu này là mai mốt con khó lấy vợ lắm nghe không con? Cao chỗ nào? Con cao hả? Bà nói cao. Cao. Nó cao mét mấy? 2m1. Mày đừng có giỡn cái tao nha. Ê, nổ quá thì sao? Nó chừng mét mốt mà mày. 1m1. Còn cái dừa này là cao 1m nữa. Hả? Trời ơi, tính luôn hả? Phải tính từ ốc dừa trở lên chứ. Đúng. Trời ơi. Đúng là mẹ con thiên tài. Đúng rồi, thiên tài. Chứ sao nữa, mình mà phát minh mình phải phát. Mình phải phát hiện những cái gì đó lạ đời. Chiều cao của một con người được tính từ ốc trở lên. À. Từ ốc dừa trở lên cũng là ốc đúng không? Cho nên là con cao 2m1 rồi, con đừng có cao nhiều quá nghe không con? Bây giờ con phát hiện ra gì nói má nghe đi. Trời ơi, ngồi cho nó nghe. Ừ. Má biết bầy kiến đỏ không? Biết chứ. Giờ nó cắn rồi mới biết nè. Sao? Là bầy kiến đó, nó có thể chui ra chui vô được đáy chôm chôm. Nó có thể chui ra chui vô được đáy măng cục. Nó có thể chui ra chui vô từ trái chuối. Và đặc biệt trái sầu riêng, mặc dù sân sùi gai ốc, nó cũng có thể chui ra chui vô một cách thoải mái. Nhưng riêng có một trái nó không thể nào chui vô được. Đó là trái gì? Trái gì? Đó là trái gì? Trái gì mà con kiến không chui vô được? Đó là trái gì? Im lặng! Mày nhìn cái gì vậy? Trái gì mà nhìn dưới vậy bà nội? À. Cái trái đó trên cao má ơi. Trái dừa. Trái dừa mà nhìn đâu? Trái gì nhìn dưới vậy? Trái dừa nó mới rớt dưới đất kìa. Dạ, con phát hiện ra một điều. Ừ. Điều gì nữa? Cái phát kiến của con xuất phát ra từ đây. Ừ. Cái vỏ dừa, nó được cấu tạo từ một hợp chất. Trời ơi, hay quá. Tôi không hiểu gì hết mà tôi vẫn thấy hay. Sao con? Nói chưa hết mà. Nó được cấu tạo từ một hợp chất rất là bền bỉ. Khó có một vật nào có thể đâm thủng nó. Khó có một dung dịch nào có thể hòa tan vào nó. Và con tính lợi dụng chuyện này. Con sẽ làm ra một sản phẩm vỏ điện thoại mang tên vỏ dừa. Đúng, hay quá. Đúng rồi, đúng, chính xác. Vỏ dừa không thể nào mà một hợp chất nào làm tiêu được nó. Đúng. Không thể làm bể được nó. Đúng. Nhưng bỏ vô lửa là cháy tèn bèn nó luôn. Bỏ vô lửa là nói làm gì cha? Vỏ dừa rất cứng, hãy tin con tôi đi. Nếu không tin tôi chứng minh liền nè. Ui da, cái gì vậy? Vỏ dừa cứng quá mà con, sao con đau vậy? Cái vỏ dừa nó cứng, nó chắc, nhưng mà cái đầu không có chắc. Má quên, má
con ơi là con đang đội trái dừa trên đầu mới quên mới tưởng là cúng thiệt cúng thiệt. Quánh như vậy sao nó chịu nổi, nó bể sọ nó chết à. Thôi được rồi, xịt cháo ra giờ à. Tôi vừa nó cũng có sáng kiến chế ra cái vỏ điện thoại bằng vỏ dừa. Vỏ dừa hay rồi, hay hay quá. Bây giờ mình ăn mừng cái hay của nó đi. Đúng con rồi. Còn lấy cái lẩu khác, lấy cái lẩu mừng, ăn mừng, ăn mừng đi, ăn mừng. Hay quá con ơi, mình lấy cái lẩu mới đi con. Nè bưng lẩu mới ra, mình cất cái lẩu cũ cho đi con. Trời ơi nóng nóng mà, nóng mà chị. Nóng 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 nóng. Ủa cái chưa ăn hết mà. Cái đi, bây giờ mình đổi mới rồi, mình phải lấy cái lẩu mới luôn chứ. Đúng, đúng rồi, cái lẩu mới cháo, mình bưng. Ăn mừng cháo, đúng không rồi. Thành vấn đề. Ngồi ngồi ăn lẩu mới. Kêu cái lẩu khác. Rồi ăn lẩu mới, ăn lẩu mới. Lấy lẩu mới ra đây. Mừng mừng lẩu mới. Mừng lẩu mới, mừng lẩu mới. Một sáng kiến mới. Hay quá. Và đây lẩu lá dừa. Hay quá. Mời lẩu lá dừa. Ủa, tôi thấy đâu có gì đâu mới. Có cái lá dừa mới với rau thơm mới thôi rồi. Sao mới? Ta mới đem vô, giờ ta mới đem ra là mới đó. Đó, lẩu mới đem ra. Ờ. Cái lẩu này là 320 nghe. Sao vậy? Bình thường nó có 70 gì mà. Thì 320 là bởi vì sao? Đích thân, dĩ nhân đem cái lẩu ra là phải tính tiền thêm chứ 320. Ờ, thôi thôi thôi, được rồi, mọi người giờ ngồi chơi nha. Con phải lên trên đọt dừa nghiên cứu tiếp nha. Nghiên cứu gì vậy con? Nghiên cứu sự di chuyển của bầy kiến. Hay quá, sự di chuyển của bầy kiến. Sẵn tiện con xem phim luôn đi. Phim gì? Sự im lặng của bầy cừu. Đúng rồi. Sau đó là coi tiếp sự trở lại của khủng long. Nghiên cứu nha con, nghiên cứu nha. Ta đi đây. Dễ thương quá trời đi. Thấy thiên tài đi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Nó mới té xong đó, mấy cưng nghe chưa? Thiên tài té xong hả? Té mà sao mà em cười. Trời ơi, em mừng chứ anh té xong đâu bị đâu. Khi nào té giếng nó mới bị điên. Ăn mừng, ăn mừng cho sự. Uống mừng, sự té xong, sự té xong. Lạ quá. Ủa quên, hồi nãy nó có hai đứa con, sao mới có thấy đứa vậy? Bây giờ đứa thứ hai khoe luôn nha. Khoe luôn đi. Khoe luôn nha. Khoe luôn đi. Con ơi, vô con. Má ơi. Má ơi, má ơi. Má ơi, má ơi. Má ơi. Trời ơi. Má ơi. Xin lỗi, không hợp riêng, không riêng. Con kêu má hay con chửi má vậy con hả? Con kêu má ơi. Có cách nào mà kêu nhẹ người ta có được không? Kêu từ mẹ coi. Mẹ ơi. Trời ơi. Nó kêu, kêu má. Nó giống như chửi má nó dễ sợ vậy trời. Mày kêu má cho nó nhẹ hơn. Thôi bây giờ kêu thân mẫu đi. Thân mẫu ơi. Cái gì vậy hả quý tử con? Dạ thưa thân mẫu. Hài Nhi có chuyện gì? Dạ dạ, theo như mà đội hình má đã chia thì một đứa trên trời và một đứa dưới đất. Không, một đứa trên cây một đứa dưới đất má chia. Sao? Dạ đúng rồi, một đứa trên cây và một đứa dưới đất. Rồi sao? Kết quả là một đứa trên cây đã lọt xuống một cái tử. Rồi sao? Bể sọ. Trời ơi chết rồi. Cái gì? Trời ơi thiên tài, con tôi nó bị bể sọ rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Bây giờ anh con đâu, anh con đâu? Con người nhờ cái sọ, không có sọ bể rồi chết rồi còn gì nữa. Anh con đâu, anh con đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Anh con đâu rồi? Dạ, đi đâu vậy? Đi cứu anh con. Anh con có bị gì đâu con? Bể sọ đó. Bể sọ. Bể cái sọ dừa. Trời đất ơi, mới mà nói nguyên câu dùm cái mà trẻ câu ra tưởng bể sọ não không à. Bà nội cha mày, mày hù tao mày. Má 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 nó nghe nè. Má có rượt lại con, đừng có rượt nghe. Thôi 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 em, mày, em ơi. Trời ơi, trời ơi, con cái tỉnh cho. Đi, bình tĩnh đi. Trời ơi, cho nó chạy một cái là mất tiêu này thấy chưa. Trời ơi. Nó còn nhỏ mà. Ủa sao nó chạy lẹ quá vậy hả Sáu? Trời ơi, một đứa là có ốc, một đứa là không ốc. Thằng này không có ốc. Nó ngu, dễ sợ ngu vậy đó. Ủa xem nó là thiên tài. Nhưng mà nó được là nó được cái đôi chân. Trời ơi, nó chạy nhanh còn hơn con hươu nữa đó. Cái gì à? Em mà mỗi lần em rượt nó là em không bao giờ rượt được hết trơn á. Em tự động em đi về không đánh được nó một miếng nào hết trơn á. Cái chân nó chạy nhanh dữ lắm. Vậy là thằng này nó có thành tích gì không? Trời ơi, ta nói nha, cái chân của nó chạy phải nói là không có ai rượt kịp hết. Cái cặp giò của nó là còn hơn là nó là nhanh hơn quả tiễn nữa đó anh. Ủa? Em thấy được cái tài năng của nó nên em đầu tư nó từ lúc còn nhỏ. Em đầu tư cái gì? Em hướng nó là một cái người gọi là gì, cầu thủ siêu sao đó. Cho nên là mới mặc một bộ đồ mà cầu thủ nổi tiếng thế giới là cái đội gì đó. Trời, đúng rồi, cái áo vàng vàng thì quen lắm, đội gì quên rồi. Brazil. Cái gì? Cái gì? Brazil. Ông nội không phải, đội Brazil. Đó là tiếng Pháp ông ơi, tiếng Anh là Brazil. Thôi đi anh ơi, người ta tiếng Việt là Brazil. Brazil. Dễ đi. Thôi là cái gì cũng được hết trơn á. Nghĩa là cái đội nổi tiếng rồi. Cho nên là em muốn nó thành cầu thủ siêu sao của đội Brazil gì đó. Nên em cho nó uống sữa từ nhỏ. Uống sữa gì? Uống sữa Brazil để thành Brazil tương lai. Ồ, uống cô gái Brazil để thành cầu thủ Brazil. Có khi nào thành cô gái Brazil luôn không? Brazil là gì? Nào. Tầm bà
vậy, người ta đàn ông rặt gì mà. Đàn ông rặt mà chú thương gái không sợ thì thịnh gái thì sao? Không, cái tên thì thôi nhưng mà cấu tạo sữa là đàn ông. À. Trời ơi, cho nên là từ nhỏ tới lớn là một đứa là uống sữa không, một đứa tôi cho ăn dừa từ nhỏ tới lớn, làm sao mà không thành thiên tài chứ được. Ủa? Thiên tài, thiên tài. Hai thiên tài. Sao vậy hai con? Nói má nghe. Hai con. Vậy hai con? Vụ gì vậy? Ai đánh hai con hả? Dạ không ai đánh hết. Chứ sao? Con bị đau bụng. Sao đau bụng? Tại sao đau bụng? Hả? Con uống sữa từ nhỏ tới lớn không đau bụng, sao ngày hôm nay đau bụng chứ? Con bị cái gì? Anh bị Tào Tháo rượt. Hả? Sao vậy? Từ nhỏ tới lớn ăn dừa không bị Tào Tháo rượt, vì sao hôm nay bị Tào Tháo rượt là sao? Dạ, vậy? Dạ đúng rồi. Tại vì hả, uống sữa má cho từ sáng cũng uống, trưa cũng uống, chiều cũng uống, tối đang ngủ. Vậy? Đó. Uống sữa. Còn con thì sao? Ăn dừa suốt ngày hả? Không có, bữa nay đổi món. Dạ, cho nên là ớn quá, hai con mới quyết định đổi thực đơn cho nhau. À. Là con ăn dừa, anh uống sữa. Con này, mày uống sữa. Con ăn dừa. Cho nên bây giờ hai đứa bị đau bụng. Thiên tài. Trời ơi, con ơi là con. Má đã huấn luyện cho tụi con từ nhỏ tới lớn bao nhiêu công sức của má, bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Ai con ơi, tôi muốn ước mơ con tôi thành thiên tài mà bây giờ thành thiên tài rồi. Trời ơi, đúng là thiên tài, gặp thiên tài. Ồ, một tiểu phẩm rất vui nhộn đúng không thưa quý vị? Mà thiệt trời, may quá Lê Khách, em tới rồi. Trời, một mình anh không biết nói cái gì ra. Ồ vậy hả? Anh đuối lắm hả anh? Ờ, em hay quá. Đuối quá, em mệt quá anh ơi. Làm cái gì mà mệt, hay quá ha. Hồi nãy á, anh mới vừa coi trong tiểu phẩm nè, thấy sao nổ coi bộ cũng hợp với em quá ha. Sao hợp vậy anh? Hợp với em quá, nổ banh xác rồi bỏ anh đứng đây một mình nè. Anh đừng giận em mà, anh biết không, em quay xong chương trình là em quay lại với anh cùng với khán giả của chương trình Danh Hài Đất Việt liền chú bộ. Anh thấy không, anh thấy em giỏi kìa chưa, anh thấy em tạo thiên tài quá giỏi đúng không? Quá giỏi luôn, nổ tao nói là banh nhà lồng rồi banh xác tao nói rùi mũi chết rạp cái chân em hết luôn á. Thôi được rồi, việc tạo được thiên tài hay không thì chúng ta phải chờ đợi sau vài chục năm nữa. Còn bây giờ hãy nhanh chóng quay lại chương trình đi, khán giả đang chờ em kìa, em giới thiệu đó. Dạ, em xin lỗi anh. Quý vị thân mến, còn bây giờ thì Lê Khánh xin mời quý vị cùng đến với nhà cảnh sắc đẹp, một sáng tác của Hồ Việt Trung do chính Hồ Việt Trung trình bày cùng với nhóm minh họa Puka Hải Triều và vũ đoàn Đam Mê. Mới ơi mới, mày chờ tôi với con mới. Nhanh lên. Trời đất ơi, muốn đẹp thì phải nhanh nhẹn lên chứ. Tôi đi từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ, tới rồi đó. Ở đây là ở đâu vậy bưởi? Trời, tôi thấy giống cái nhà triển lãm tranh quá vậy. Cái gì vậy? Nè. Điên quá à, ở đây là thẩm mỹ viện. Tuy rằng mày nhìn ở ngoài ngoài nó như vậy, nhưng mà vô bên trong á nha, là một cái thẩm mỹ viện rất là cao cấp. Ở trong đó là trang thiết bị là rất là hiện đại luôn á. Ủa vậy hả? Ê mà nói nghe nè, tao cũng hơi sợ chút xíu. Sợ gì? Tao sợ á, vô mấy cái thẩm mỹ viện không có được nổi tiếng á, nó giống như tin báo đăng á. Trời ơi, cái gì vậy? Mày đã đi theo tao thì mày phải tin tao chứ đúng không? Đây, nhân chứng sống. Phải tin tao. Mày biết tao lúc trước mà đúng không? Quên rồi. Đây. Nè. Hả? Tao lúc trước. Dạ con, đây, tao bây giờ. Wow, khác biệt quá vậy. Đó, thấy chưa, nhân chứng sống ở đây là phải tin đúng không? Tao tin mày rồi. À. Ê, nói nghe nè, nhưng mà tao còn một cái thắc mắc lớn ở trong đầu, nó vướng hôm nay tao chưa giải quyết được. Thắc mắc gì? Tao không biết là cái ông bác sĩ của cái tiệm này nè, là có chụp thuốc mê nhân người ta rồi sao mà sàm sỡ không? Không. Không. Đúng. Không làm. Ê, cái gì vậy? Tao không làm. Trời bị ơi. Vì cái mục đích chính của tao ở đây á là sao tao lại tao giải phẫu thẩm mỹ đúng không? Nhưng tao muốn là bác sĩ phải chụp thuốc mê sàm sỡ trước rồi làm sao? Tao nói thiệt với mày, tao nói mày đừng có buồn nha. Cái thay của mày á, mày có nằm dài lên đó mày giả bộ ngủ, bác sĩ cũng chưa làm gì mày nữa, chứ đừng có nói chi là chụp thuốc mê ha. Bưởi. Nguyễn thì bé Bưởi. Cái gì vậy? Nè,
bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm trời nay mà lôi cái xấu của bạn ra nói là sao vậy? Thì đó, tại vì mày quá xấu cho nên tao mới đem mày vô đây để tao làm cho mày đẹp. Im đi, đừng nói nữa nha. Từ lúc mà một chút xíu mà tao bước vô phòng mổ là hết bạn bè. Tại vì sao? Tao bước ra tao sẽ đẹp như tiên, mày hiểu không? Bao nhiêu người sẽ bu tao, mày hiểu chưa? Thôi đi, thôi đi, tới lúc đó đi rồi hả tính ha. Đừng có nằm mơ tưởng mình hoa hậu hả? Kệ tao, nó mệt quá, kêu bác sĩ cái đi mệt quá. Ngồi 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 đây chờ đi rồi tao kêu bác sĩ rồi cho. Mệt mày quá. Ê ê, này có nước. Cái gì vậy? Ngồi chờ. Ngồi vậy? Chừng nào thành con gái? Con gái. Không không không, lộn lộn lộn. Chừng nào thành con gái á mới có thể ngồi được cái dáng đó, nghe chưa? Nghe chưa? Từ sáng đến bây giờ ha, từ sáng đến bây giờ nè, không có ai là lì lợm nè, lì lợm là đốt. Ê, ai vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Đốt phong long. Tại sao? Không có khách. Khỏi đốt. Vô đây. Vô đây, vô đây. Em vẫn nói tới cho anh. À, khách đó hả? Đây, đây. Anh, bác sĩ, anh có nhớ em không? Cô nghĩ sao mà tôi nhớ cô vậy? Một ngày tôi bận, mổ biết bao nhiêu người, làm sao tôi nhớ ai với ai được? Mang nhột chưa, có chừng đi lộn tiệm, thôi đi chỗ khác đi. Cái gì vậy? Anh phải nhớ em chứ. Hôm bữa đó là anh mần em á, là anh mần toàn cơ thể em luôn á. Tôi mần cô hồi nào? Dạ. Tôi mần cô hồi nào? Tôi làm cô chứ tôi mần cô hồi nào? Sửa sắc đẹp. Ờ thì là làm, cho là làm đi ha. Đó hôm bữa đó anh làm toàn cơ thể em luôn á. Cái về nhà ba má em nhìn em không ra luôn. Hàng xóm thì xa lánh em, chỉ có duy nhất một con này. Một con này là nó nhìn em thôi. Đúng rồi. Em muốn sửa sắc đẹp cho đẹp. Dạ anh sửa dùm cái con này dùm em nha. Giờ sửa làm sao? Em muốn sửa toàn diện. Em muốn sửa hết, em muốn sửa từ đầu tới chân. Em muốn sửa, nếu mà được, nếu mà anh cao tay thì anh sửa luôn cái nết cho em luôn. Thôi em... khó quá, khó, cái nết là khó lắm. Cái nết là bỏ đi, cái nết của mày là anh không có sửa được, tao mới sửa được. Mày ai vậy? Mày sửa sao? Mai miệng mày lại là mất cái nết liền. Con quỷ. Bạn bè nói chuyện kỳ cục. Mệt quá, anh sửa giùm nó nha. Nhà anh nha, anh nhớ em không? Hôm bữa đó anh sửa cho em đó. Buông ra. Cái gì vậy? Cô làm gì tôi thân với cô lắm hả? Đi ra. Cô đụng như cô xà xà cho người tôi hoài vậy. Không, đừng xà cho người ảnh. Nhà anh nha. Ông đi ra. Ông. Anh kêu là cô đi ra giùm em. Cô cô đi ra đi. Ông ơi, bệnh gì? Không, cái bệnh của nó lạ lắm anh. Cái bệnh của nó mà ai mà kêu nó bằng thằng, bằng ông, bằng anh hay gì đó là nó bắt đầu nó làm như vậy đó anh. Vậy hả? Bây giờ anh có thể sửa giùm cho bạn em không? Bây giờ ai sửa trước? Em. Dạ nó. Dạ em sửa hết rồi, không còn gì để sửa rồi anh. Dạ em sửa. Y tá đâu? Bắt đầu mổ. Bác sĩ, xong chưa? Xong rồi, vô coi. Công đoạn em xong rồi hả? Xong rồi. Ok. Đây, em gửi bác sĩ nha. Em gửi bác sĩ nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Bạn em đâu? Vô coi bạn em đi nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy chị. Ê, tỉnh. Ta đẹp chưa? Ta đã thành con gái chưa vậy? Yêu quái chứ con gái cái gì? Khánh, em có Facebook không? Dạ có chứ. Anh với em chưa có add fan với nhau đó nha. Mình add fan đi anh. Add đi rồi về em lên cái gì anh nhảy vô anh like cho em. Like xối xả luôn á. Nhớ nha, hứa rồi đó nha. Ngày hôm qua đó em đang ngủ mà 1 giờ sáng cái em thức dậy. Cái em mới nhớ là em chưa có up cái status nào lên hết. Cái em ngồi dậy liền. Rồi là ngồi dậy ghi liền cái status liền vậy đó hả? Dạ không, em ngồi dậy em ăn khuya. Em ăn khuya xong cái em chụp hình lại cái em mới up Facebook. Trời ơi, mới vừa đăng lên thôi nha mà có 2 comment liền á anh. Trời, mà comment cái gì chồng? Comment đầu tiên ghi là ngon quá. Comment thứ hai ghi là rảnh quá, đêm không ngủ mà up Facebook. Còn anh cũng vậy nè. Hồi bữa nha, tức là anh chỉ mới là coi như là hơi buồn ngủ thôi nên mới rảnh quá ngồi cầm máy điện thoại biết làm gì, up lên buồn ngủ quá. Vậy đó, mà đứa nào ba chớp ba nhán nhảy vô comment liền.
bộ gì bồ đá hay sao buồn ngủ? Người ngu sao buồn ngủ? Cái gì đó tùm lum bà la chứ không cái gì gì trớt quớt luôn. Không anh ơi, tại do anh xui thôi. Chứ chơi Facebook đó, giúp rất nhiều người giải tỏa stress, giải tỏa căng thẳng đó. Thật ra đó cái gì cũng vậy, anh Toàn thấy cái gì ở mức vừa phải nó cũng đều có tác dụng tốt đúng không anh Toàn nói. Vậy thì chúng ta mời quý vị thử làm một cái gì đó liên quan tới Facebook đi. Một tiểu phẩm quý vị nhé, mang tên Ôi Facebook của Nam Long, với sự trình bày của các nghệ sĩ Trung Dân, Phương Dung, Diệu Nhi, Buka và La Thành. Ông ơi, ông nhích cái chân cho con lao cái chỗ này một cái ông. Ê, cái gì vậy? Sao tự nhiên là con làm gì vậy? Con lao á. Cái chỗ này nó rộng lắm, ông đó ngồi cho con lao với nha. Nè. Dạ. Ông nói cho con biết nha. Con vi phạm trầm trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc rồi chưa? Có gì ghê vậy ông? Nãy giờ con đâu làm gì đâu ông. Con đang xen vô đời tư của ông đó. Không có, nãy con liếc sơ cái chứ con chưa có thấy gì trong đó hết trơn á ông. Chưa thấy gì hết phải không? Dạ chưa. Như vậy thì con được. Cái dạ. Chuyện này chuyện riêng tư của ông. Ông không thể nào mà cho phép con tham gia vô đây được. Nhưng mà có chuyện gì mà ông vui ông ngồi ông cười hoài với ông? Bây giờ con để ý ông nha, ông ngồi ông cười hoài luôn á. Ông có quen một người. Ai không? Chị ạ. Người nào vậy ông? Thôi, đừng nhiều chuyện nhiều chị. Đừng nhiều chuyện. Xe ra. Đứng đó. Ha. Để cầm cái cây đó lên. Dạ. Cầm cái cây đó lên. Rồi, cầm cái cây ha. Dạ. Đây có cái xô. Đây. Cầm cái xô đó, xách lên coi. Đi qua phòng bên kia, lau dọn sạch sẽ cái phòng giải trí giùm tôi. Đừng có ở đây nhiều chuyện nữa. Ale, hấp. Dạ. Bực mình mà. Như nhà như nhảnh, tối ngày xen vô chuyện người khác. Có trả lời. Anh tính tặng quà gì cho em? Được. Anh sẽ tặng cho em một hũ chao. Có trả lời. Tại sao anh cứ rủ em qua nhà anh chơi hoài vậy hả? Trả lời. Anh rủ em qua nhà chơi vì muốn giới thiệu em với tổ tiên anh. Có trả lời. Thôi, em không chịu đâu, kỳ quá, mới quen mà, kỳ quá à. Nũng nhẽo hả ta? Em hãy cố gắng sắp xếp thời gian. Chúng ta sẽ gặp nhau và có những điều bất ngờ. Có trả lời. Nhưng mà qua nhà anh em sợ gặp người lạ em ngại lắm luôn á. Mất cỡ. Em đừng lo. Cha mẹ anh chết lâu lắm rồi. Nếu có chuyện gì tiến xa hơn thì em cũng không bị làm dâu đâu. Có trả lời. Nhưng mà em sợ nhà anh có ai nhiều chuyện lắm để nói em tùm lum hết là em buồn. Đúng rồi, cô ấy sợ cũng đúng. Nhà anh không có ai nhiều chuyện hết, ngoài con nhỏ, cháu hay làm công chuyện như lao nhà. Sao tự nhiên ông nói xấu con với người lạ vậy? Trời ơi, hồi nãy giờ con ở sao? Con thủ thủy thù thì con nói thế lời của bà bên đây hả? Con xem hết những cái chuyện của ông rồi hả? Thì bây giờ con lỡ cái tự nhiên không hiểu sao
dạng như con bị cái gì á ông ơi. Con đi qua con định dọn dẹp mà dạng như con bị hút á, con bị thôi miên á, cái con không thể nào mà rời được cái đó luôn á ông. Làm gì vậy? Xem vô đời tư của ông hả? Tìm hiểu chi vậy? Ông, yeah. Ông đừng có giấu con nữa. Con biết hết rồi. Ông có bồ. Đừng. Ông mới quen một người phụ nữ rất là đẹp. Cô ấy đã làm cho ông cảm giác sống có ý nghĩa hơn trong lúc tuổi xế chiều. Đó. Thấy chưa? Ôi. Cô thấy bà mặc đồ bơi đi bên hồ bơi đẹp không? Trời ơi, sao nhìn cổ đẹp dữ vậy ông? Chị cổ, nè. Nè. Con kêu ông bằng ông mà con kêu người yêu vợ tương lai của ông bằng cổ hả? À, dạ không phải, tại vì nhìn bà trẻ đẹp lắm luôn á ông ơi. Con xứng dạng không? Xứng chứ, thiệt luôn á. Hai người dạng như là tiên đồng ngọc nữ luôn á ông. Dạ, dạ. Con chụp hình ông đi, con chụp hình ông. Rồi con gắn vô, hai người đứng kế bên được không? Hả? Chụp hình ông, con gắn vô trong đó, hai người đứng kế bên. Không ông, con nghĩ tại vì cổ chụp đẹp như vậy á. À lộn, bà ừ. Bà lớn tuổi mà bà chụp đẹp như vậy là tại vì bảo đảm bà có dùng phần mềm. Phần mềm gì? Phần mềm 360 độ. Là sao hả? Là sao? Ý con là cái phần mềm này nó hay lắm không? Coi như là cái mặt của ông nha. Nó nhăn đúng không ông? Nó nhăn nếp nhăn á, tuổi tác đúng không? Coi như là nó sẽ xoay ông. Dạng như xoay ông 360 độ nha. Xoay đúng 360 độ. Mặt ông láng on. Nó nhăn mặt chưa? Chưa. Nhưng mà không sao. Còn cái tóc nữa, nó làm được cái mình cái tóc luôn không? Tóc ông. Dạ cái tóc ông mà bạc phải không? Ừ. Coi như nó sẽ xoay 360 độ mặt ngược lại. Dạ phải ngược lại. Ngược lại là coi như đen thui. Ông đen tóc chưa? Không, cái này phải làm trong máy không? Vậy mà cứ tưởng là nãy giờ con làm để ông trẻ, ông xứng với bà ấy. Không, nhưng mà bây giờ con chụp hình cho ông. Ồ, chụp đi. Dạ rồi con ghép vô đây là con chỉnh một cái là tươi xanh luôn không? Dạ dạ. Một, hai, ba. Ê, đây, ông nhào tới cái ghế nha. Táo bạo không? Thêm mấy kiểu nữa. Được rồi, con sẽ đăng cái tấm hình này của ông nha. Lên Facebook nó còn ghi cái status là thú dữ sủng chuồng. Anh là ông muốn sinh vật lạ. Ông muốn cái status nó độc đáo không ông? Không, ông chỉ muốn là con đặt cái status là hoàng tử đã tái xuất giang hồ. À dạ rồi. Ông muốn sao cho. Làm vậy? Dạ. Nhưng mà ông có tin trả lời. Có tin trả lời. Hỏi cho con coi. Đi làm việc, làm việc đi. Ông chuẩn bị những giây phút ông hạnh phúc nhất trong căn nhà này rồi. Ê. Dạ, chào cậu mới về. Cậu em chào chị mới qua chơi. Chị chào em. Dạ. Rồi bây giờ em nói đi. Rồi bây giờ sao? Em muốn cái gì? Ô, anh muốn cái gì mới đúng á chứ. Tự nhiên em bỏ anh đi xong xong mà có chuyện gì thì anh phải nói rõ ràng đó chứ. Anh không ngờ em thay lòng đổi dạ như vậy. Ô, em làm cái gì mà em thay lòng đổi dạ? Em ngoại tình trên Facebook. Anh nói đi. Tôi ngoại tình trên Facebook, tôi ngoại tình cái gì? Tại sao người ta gửi tin nhắn cho em mà em dám vô em xem? Em gửi ra thấy chữ đã xem. Ủa nhưng mà cái đó là Facebook của em có quyền vô xem chứ. Đúng rồi. Ủa mắc cười không, tin nhắn của một người lạ, của một người con trai không hề quen biết, người ta nhắn tin cho em xem làm sao? Em vô em xem chứ em đâu có trả lời đâu. Ha, em trả lời làm sao em biết được? Ủa làm em sao? Trả lời xong, dù khi bấm không ai dạ em cũng vậy, em bấm xóa hả? Người ta nhắn cho em cái đó là chỉ có một chiều thôi, em không hề trả lời lại mà anh lại ghen tức lên là vậy là sao? À, hả? Đúng rồi cậu, nhiều khi cậu mù quáng á. Thật mù sự quán cậu gì? Không có hiểu rõ vấn đề. Mày biết cái gì mày nói? Dạ. Sao? Sao cái gì? Anh thất vọng về em lắm. Em cũng biết thành phần Facebook và những người coi như là xấu xa không? Những người đó ăn không ngồi rồi người ta lợi dụng em. Người ta thấy em đẹp người ta vô nhắn tin cho em hiểu không? Ủa anh nói chuyện gì mà anh nghe được đó hả? Em chơi Facebook. Đúng, em có chơi Facebook không? Em có Facebook luôn á. Nó có Facebook, anh có Facebook không? Có tất không? Nhiên là có. Đó, anh cũng có Facebook. Tất cả tụi mình, ba đứa mình đều chơi Facebook. Chẳng lẽ ba đứa mình cũng là người xấu hả? Nhưng mà tụi mình khác. Tụi mình là khác, còn bọn họ là khác. Làm sao mà anh đánh đồng như vậy được? Đúng không? Cậu, nãy giờ là con rất là nhịn cậu. Thật sự á cậu,
Tại sao lúc nào con cũng nghĩ ở trên Facebook á toàn là người xấu không vậy cậu? Chứ sao? Con người mình nha là có người tốt, người xấu, ngoài đời cũng vậy, xã hội cũng vậy, trên mạng, trên Facebook cũng vậy, không phải là ai cũng là người xấu đâu nha cậu. Đúng vậy. Thiệt luôn á. Con nói thiệt cái cậu biết nha cậu. Coi như là bữa nay là ông của mình á, quen người yêu trên Facebook là người tốt nha. Út qua đây. Thiệt có nãy giờ con cũng nhìn nè, con nhìn con không nói cậu luôn á. Cô nói cái gì? Ông quen một người lạ ở trên Facebook hả? Người tốt nha, mà đẹp luôn á, con nói với cậu nha, thiệt á. Ánh mắt mơ hồ luôn. Con nói thì con chưa bao giờ mà thấy ai mà có thể mà đẹp như vậy. Bằng tuổi với ông, thật sự bằng tuổi với ông, nhưng mà rất là đẹp. Con không biết là có phải chỉnh phần mềm không, nhưng mà cặp mắt to lắm cậu. Hai cái má coi như là dễ thương, cười phúng phính, cái miệng chấm chín. Còn răng đủ nha cậu, lớn tuổi nhưng còn đủ răng. Người ta là người tốt đàng hoàng. Út qua đây, qua đây, qua đây. Nói như vậy, tội nghiệp người ta lắm. Nhưng mà làm sao em biết là ông quen bạn gái trên Facebook vậy? Trời ơi, em rành lắm cô, thiệt, ngồi xuống kể cho con nghe. Sao hôm coi như là hai người đó quen nhau là trong lòng bàn tay của em. Ủa vậy hả? Có chuyện gì cũng kể cho em nghe chứ bộ. Ồ, là em biết, nhưng mà tại sao hai người đó quen được nhau? Trời ơi, chắc rứt. Chắc chị nhớm luôn á. Em thấy chưa? Hồi đó anh thua em sao? Anh với em chỉ có hai người nhắn tin inbox nói chuyện với nhau thôi. Bây giờ là chơi bày đàn, chơi một group 3-4 người, chấp nhận được không? Em nghĩ thành phần như thế nào mới chơi trách group nhiều hơn luôn, 700 người thấy chưa? Dạ thiệt. Bày đàn mệt quá. Bây giờ anh nghĩ sao vậy? Facebook nó có trách riêng vậy, nó có trách nhóm, nó tạo ra trách nhóm để làm gì? Để mình vô đó mình giao lưu, mình trao đổi với nhau, thì biết đâu ba của anh vô đó trao lưu giao đổi nhiều người thì thấy hợp một người, thì bây giờ rủ ra trách riêng. Đúng rồi cậu, cái này cô đúng. Tao phản đối chuyện này. Tại sao phản đối? Chơi phải... chung một đường kẻ trước người sau, làm đi vô tình hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gây đơn trăng dễ đâu làm quen. Đẹp quá ông ơi. Vậy ba, trời đất ơi, bữa nay ba ăn bận cái gì giống như xe lốc hôm vậy ba? Ba ủa, mình ở trên cái vùng cao mà mình lạnh, mà mình mặc đồ lạnh chứ con. Dạ con chào ba. Ba nói cái gì? À, chào con. Ba nói là vùng lạnh mặc đồ lạnh hả? Thời tiết đây làm gì lạnh? Thế con đang mặc gì á? Áo lạnh. Nhưng mà con nói ba nghe, nhà con nguyên một cái lò sưởi bự nè, nó đốt con cháy cái nhà luôn rồi, bận cái não. Ba đi đâu? Đi chơi, đi hẹn hò. Nảnh mày. Ba, ba đây con nói ba nghe nè. Ba ngồi xuống đi. Ba ngồi xuống đi. Dạ ba ngồi đây đi. Ba, con nói thiệt với ba, con bé Út nói con nghe rồi. Cái chuyện mà ba có người bạn ở trên Facebook, con ủng hộ, nhưng mà ở mức bạn bè thôi ba. Còn bây giờ mà ba công khai mối quan hệ tình cảm thì con không chấp nhận được nha ba. Bình tĩnh lại. Ba làm ơn cắt bỏ giùm con đi. Bình cắt tĩnh lại. Cắt gì? Cái mối quan hệ của ba đó. Với ai? Với bạn gái của ba. Cái người mà chat bày đàn mà rút một lúc là 7-8 người đó ba. Ba nghĩ sao vậy? Tao đâu có chơi bày đàn. Cô Út nói nè. Dạ nhóm á, ông nói á, trong nguyên cái hội luôn, trong cái nhóm nguyên cái group luôn á. Dạ. Ông cái hội cái group là y võ dưỡng sinh, cái hội tập thể dục của ngoài công viên. Còn tao chơi Facebook á là tao chỉ chơi, tao chỉ ẹt con người à. Nhiều chuyện mà không biết gõ ngọn ngành gì hết á ba. Không. Bây giờ tại vì ba biết làm sao không, cái thành phần trên Facebook á là những người đó phức tạp không mà ba. Ngoài bạn gái con với lại bé Út ra thì không có ai tốt hết đó ba. Bởi vậy ba làm ơn, ba tránh xa mấy người đó giùm con nha ba. Nhiều khi họ thấy gia đình mình giàu có thì họ biết ba là ba của con. Họ vô đây họ lợi dụng cái gia đình mình, họ ăn cắp tài sản coi như là họ chiếm đoạt tài sản gia đình mình sao ba? Đúng không ba? Ba cảm ơn con. Má con chết này lâu lắm rồi. Dạ. Ba không có ai bầu bạn. Ba sinh tụi con ra cũng nhiều lắm, mà tụi con đứa ở nơi hết rồi. Một ngày đẹp trời, con nhìn thấy ba ở nhà một mình, giống như con chó già. Con đưa cho ba cái Facebook, cái iPad, cái điện thoại. Con kêu ba chơi. Ba chơi, ba có bạn. Bây giờ, con... Thôi ba trả lại hết tất cả những thứ đó cho con. Ba không cần. Ba ơi, ba muốn có bạn, có bè cũng được hết ba, nhưng mà con không muốn ba... coi như là quen ai hết, ba hiểu không? Người ta lợi dụng ba, người ta là thành phần bất hảo, ba hiểu không? Sao mày biết người ta bất hảo? Con không nói nhiều nữa, nói tóm lại con không chấp nhận. Đi em. Anh... em là người tốt nhất mà anh từng biết á. Anh đi ra lẹ lên. Anh kỳ con kia, con mạnh mẽ lên. Những lúc này, con xin lỗi ba, con xin lỗi ba.
con sẽ không làm người tốt, con sẽ bảo vệ cho ba. Thôi nè, con xin lỗi ông, con không biết lúc nãy con nói tùm bậy tùm bạ, con kể thiệt cho cậu, con không biết cậu giận con bỏ đi. Con đuổi con đi hả Âu? Ông ơi, con làm trong đây biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ ông đuổi con đi, con lỡ bị con nói chút xíu một. Ông đuổi con đi. Tao không có đuổi mày. Tao biểu mày đi qua phòng bên dọn dẹp đi. Dạ, con cảm ơn ông. Có ai trong nhà hôm làm ơn cho Thổi không chút xíu coi nè. Có. Dạ xin chào, cho tôi hỏi thăm người kia có phải là Lãng Tử Cao Nguyên không ạ? Đúng. Thiếu nữ sơn cước nè. Lãng Tử Cao Nguyên. Nhìn ông ở ngoài hả? Già hơn trong hình nhiều nha. Tôi nhìn thử hoài, tôi thấy bạn xấu hơn ở trong hình đó nha. Đúng rồi, tôi nói là tôi không có nè. Tôi nói cho ông biết thiệt chưa, tại sao tôi không ăn ảnh nhưng mà tôi gửi hình cho ông trên Facebook á là mặt thật của tôi không á. Tôi rất cảm ơn khi mà bà đã nhận cái hũ trao tôi tặng. Tôi cũng rất cảm ơn là khi ông nhận tôi trái bầu. Bầu mà chấm trao là số 1. Chứ còn cái gì nữa. Mời bà ngồi. Mời ông ngồi. Bà uống trà nhé. Ồ, tại sao lại là cho tôi một cốc rượu vang đi. À, nếu mà rượu vang không có sẵn thì thôi cho tôi lon bia đi. Nếu mà uống chất kích thích rượu và bia thì cũng tốt thôi. Nhưng mà ở cái không gian như thế này, không, tôi sẽ dành cho bà một cái không gian lãng mạn hơn. Mình ra một cái chỗ nào đó cho nó vui vẻ. Ai à, này, chúng ta chỉ mới là bạn với nhau thôi nha. Còn có những chuyện mà như mà nói chuyện vui vẻ lại này là đừng nghĩ tới nha. Trời đất ơi, thiếu nữ sơn cứ không thích đâu. Tôi biết, tôi cũng tôn trọng bà mà. Tôi muốn đi dạo cùng với bà ở thung lũng tình yêu. À, tôi thích đi đồi thông hai mộ hơn. Ở trên đó chỉ có hai cái mộ thôi, cũng giống như hai đứa mình vậy. Nữa vậy nha, hai cái đồi thông hai mộ đó được á. Tôi không thích đồi thông hai mộ. Sao vậy? Nếu đồi lên đồi cù ngon hơn. Thôi là bây giờ đi. Trời cứ mùa này thì Đà Lạt cũng không lạnh lắm đâu. Mình ra Hồ Xuân Hương mình đạp dịch đi. Không đạp dịch. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Không, tôi thích đạp dịch. Cưỡi ngựa. Đạp dịch. Cưỡi ngựa. Ủa mà nè, sao hai chúng ta tánh tình và cái chí hướng nó khác nhau quá thì làm sao làm bạn được? Yêu nhau thì người con gái và người con trai ít khi nào có điểm chung lắm. Họ phải có điểm riêng để làm chi? Để không giành lộn lẫn nhau. Ha, chứ nếu mà hai người cùng chung một chí hướng với nhau á, trời ơi hạnh phúc quá cũng nhàm chán phải không? Ít ra là ông thích ăn cơm á thì tôi phải thích ăn phở, ông thích ăn hủ tiếu á thì tôi thích ăn mì. Ôi, nói chuyện với ông hả còn vui hơn nói chuyện trên Facebook nữa cơ. Bây giờ đi ra ngoài Hồ Xuân Hương. Đúng rồi, ra Hồ Xuân Hương mà chúng ta cưỡi ngựa. Là chúng ta xuống chúng ta đạp dịch. Ôi, đi. Gì vậy? Đi con người. Sao chúng ta là bạn nha mà? Đâu? Dạ. Còn trốn giúp tôi được không? Trốn đâu? Trốn được không? Nhà của ông tôi biết trốn đâu. Bây giờ vậy nè ha. Sao? Bà chui vô trong cái lò sưởi bà trốn giùm tôi đi. Ông ông tính quả thiêu bắt chân cung hả? Thôi không được. Có sao đâu. Bây giờ tôi với bà vô phòng ngủ đi. Nè, tôi với ông chỉ mới chỉ là bạn thôi nghe chưa? Còn cái chuyện mà ngủ là không có đâu nghe. Không, ý tôi nói là bây giờ bà phải lánh mặt một chút thôi, xíu. Thôi có gì đâu, không, bà phải lánh mặt chút xíu. Tôi không thể nào gửi cho bà nhìn thấy. Em nói nãy giờ mình vẫn không hiểu, hơi vô đây. Anh nói em rồi, bây giờ ba anh thay đổi quyết định mới chấp nhận. Thay đổi cái gì mà thay đổi? Dạ con chào. Thấy chưa? Có phải người đàng hoàng không? Mới quen biết mà ôm ấp nhau như vậy. Có đâu, không có, bình tĩnh lại nè. Anh bình tĩnh. Để giải quyết anh đi ra đi. Nhưng mà cái gì? Không có nói nặng lời nha. Con chào ba. Anh. Em thấy chưa?
không dám nhìn mặt anh luôn mà. Già mà mày đặt tóc bạc rồi nữa ha. Cái gì? Nói gì mà cũng nói được nữa hả? Ai già mà tóc không bạc? Thì ngoài cái chuyện đó ra, coi kìa. Ba quen với người nước ngoài hả ba? Hả? Trời đất ơi, ba đứng tới vai bả làm sao mà ba quen được ba? Ba. Em thấy chưa? Đâu phải người đàng hoàng. Bài đặt băng bận như người nước ngoài á, Việt Kiều hả? Dạo này có nhiều người giả bộ làm Việt Kiều để về đây lắm em à. Về đây lừa đảo. Con anh vạch mặt nè. Ôi, anh. Where you from? What? Where you from? I from Đà Lạt. Gì vậy? Thấy chưa? Đà Lạt là cái gì? Là Đà Lạt. Bả là người Đà Lạt. Là ở đây. Là ở đây nè. Con anh vạch mặt bà tiếp nè. Thôi. What's your name? My name Chu. Chu là hai đó. Oh yeah. Là bà hai ở Đà Lạt. Yeah, yeah. Ở đường nào vậy? Hương Xu Hồ. Ở đâu? Hương Xu Hồ. Hương Xu Hồ là Hồ Xuân Hương đó. Oh yeah. Ủa vậy gì đúng đúng đúng. Bà hai ở Đà Lạt, ngay đường Hồ Xuân Hương. Bà hai Đà Lạt. Hồ. Cái đường đó đi qua đi lại hoài, nhắc em mấy lần. Ê. Ê anh ơi, anh ơi. Gì? Cái mái tóc này quen lắm nha. Quen dữ lắm nha. Anh ơi. Dạ. À, dạ. Cái bác gái gì ơi cho con nhìn. Ủa? Con má. Sao con ở đây? Sao má ở đây? Nhà của ai? Nhà của bạn trai con. Nhà của bạn trai má. Ủa bà. Bà là bạn trai của má bạn gái con hả? Đây là con trai của tôi ạ. Tại sao ông lại biểu tôi phải giấu tụi này vậy? Ủa bà ơi, vậy là quá ra là ba quen. Chết rồi. Tôi nói cho cố vô. Tôi cũng xin lỗi bà. Thật sự tụi nó không thích cái mối quan hệ của tôi với bà trên Facebook. Bà không có. Tại sao lại là không thích? Bà. Tại vì nó. Chào bà, dạ thưa bà, tất cả mọi chuyện trong căn nhà này con đã biết hết. Ảnh á, cậu đây nè, con của ông nè, nói những người trên Facebook là người không đàng hoàng. Cho dù bề ngoài có sang cách mấy, có đẹp cách mấy, có nhà giàu, có lộng lẫy cách mấy cũng không đàng hoàng, không phải là người tốt, là đồ lợi dụng, là cái thứ không tốt. Con biết hết luôn, cậu là con của ông mà con nói như vậy đó, dạ thưa bác. Nè, cậu nói là tôi quen với ba cậu trên Facebook là những người xấu phải không? Cậu nhìn lại đi, ba cậu có gì không mà để tôi quen tôi lợi dụng? Ủa, còn cậu con gái của tôi cũng quen nhau từ Facebook mà. Vậy sao cậu con gái tôi quen nhau được? Nè, nếu mà cậu nói là Facebook xấu gì, được rồi, cậu với con gái tôi xù đi, đừng có quen nữa. Còn tôi với ba của cậu cũng xù luôn. Còn ông đó, ông xóa cái nickname thiếu nữ sơn cước của tôi đi. Còn em xóa luôn cái tên cái nickname bà... Lãng tử cao nguyên đi. Hả? Khoan má, đừng có về mà má. Thật sự cái chuyện này cho con xin lỗi đi. Bác gái ơi, bác gái, con chỉ muốn nói bác gái một câu thôi. Cái lúc mà con biết cái câu chuyện này là con không hề biết cái người đó là bác gái. Dạ con xin lỗi bác gái, bác gái bỏ qua cho ba con chứ con. Với lại con hứa với bác gái là con sẽ bỏ ngay cái quan điểm này. Con không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy đâu. Tại vì con lo cho ba con quá thôi mà bác gái ơi. Dạ đúng rồi đó bà tha lỗi cho cậu đi bà. Tại cậu còn trẻ, còn bồng bột, còn không biết suy nghĩ. Nha bà đừng có xóa ông đừng có xóa bà nha. Con xin lỗi tại cái miệng con nhiều chuyện nè. Con xin lỗi bà, con xin lỗi ông bà đừng xóa nhau. Mà bây giờ Lãng tử cao nguyên và thiếu nữ sơn cước hãy cùng nhau để chế độ hẹn hò. Lê Khánh và Đình Toàn xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Danh Hài Đất Việt.